giờ mình thấy bạn ăn uống liên tục luôn đó bụng bự. Bộ bạn không sợ béo phì hả? Không có sợ, mình chỉ sợ bị lùn thôi. Ủa sao vậy? Bạn không nhớ hả? Mình đỡ được rồi. Nhớ chưa? Tại bạn chọn vị trí không đúng thôi. Phải không? Bạn nhớ ngày hôm qua không? Hả? Nhớ chưa? Là tại mình lùn quá. Mình muốn ăn nhiều cho cao hơn. Mình muốn cao bằng mấy bạn á. Nhưng mà bạn ăn như vậy chỉ mập lên thôi, chứ có cao lên đâu. Vậy bạn có cách nào không? Giúp mình đi đơm. Ừ, có cách rồi. Ở ngoài chợ đen có bán thuốc siêu tăng trưởng cho cây đó. Đổ một cái là lớn liền à. Không biết đổ lên người có siêu tăng trưởng luôn không? Ê ê ê, được á, thử đi. Ê, có được không đó? Mình thấy lùn cũng có nhiều cái lợi mà. Ví dụ như... Sẵn sàng chứ bụng bự? Sẵn sàng rồi, đổ đi đó. Sao rồi, có gì khác không? Ủa, chưa thấy cái gì hết. Chờ hết nguyên chai luôn xem. Hình như trời ơi, lớn quá, khổng lồ luôn rồi. Bự lên rồi, cuối cùng cũng cao hơn đớm rồi. Bự, lớn quá rồi đó. Đừng có di chuyển nữa, bể nhà hết. Hả? Bạn nói cái gì? Mình không có nghe được. À, ai da. Ai, ai, đừng có đi nữa. Động đất rồi bụng bự ơi. Chết rồi, bự quá rồi. Bự như vậy thì ăn bao nhiêu mới đủ no đây? Thôi, đi về phòng thí nghiệm của ba mình thu nhỏ lại đi. Cái kiểu gì mà âm âm vậy? Người gì mà to như con voi á. Bự quá cũng không được. Ây da, đau à. Tính ra nhỏ cũng có lợi chứ bộ. Quan trọng là cái nào phù hợp thôi. Bây giờ mình nhỏ, nhưng mình sẽ tập thể thao để có đúng chiều cao mà mình muốn. Đúng rồi. Ta là thần gió đi khắp nơi bốn phương, bạn của cỏ cây, bạn của muôn loài. Vui quá là vui, ta đi dạo một vòng đây. Xin chào, chào ông cổ thụ ngàn năm. Chào chị xoan đào, chào anh xoài, chào em hoa hồng xinh đẹp. Thôi, ta đi thăm rừng đây. Sao thế này? Ai khóc vậy? Là con đây thần gió ơi. Cây non, sao đồng loại ngươi bị tàn phá như vậy? Con người đã đốn hết cha mẹ anh em của con rồi. Hả? Con người? Ôi, cái kem con má cháy luôn. Liếm một cái là mát tới bụng luôn. Cái gì vậy? Mình đâu có muốn đi du lịch đâu. Đây là nhiêu dùng để đối phó với kẻ xấu đó con. Con nhìn kỹ nha, sao mà gió mạnh quá vậy? Đâu có từng tích báo bão và lốc từ trung tâm vũ trụ đâu nè. Sao ơi, con có cảm giác như có chuyện gì xảy ra thì phải. Chúng ta phải vào phòng nghiên cứu coi sao. Nè ông bạn, sao ông nói hôm nay không có gió bão mà giờ hình như có gió lốc rồi kìa. Chẳng lành rồi, thần gió đang thịnh nộ. Sao lại như vậy? Loài người phá hết cây rừng, bản thân của ông ấy, nên ông ấy thịnh nộ, muốn trừng phạt loài người. Nhưng đâu phải con người ai cũng xấu. Ông ấy thịnh nộ như vậy thì nhiều người sẽ gặp họa mất.
chúng ta phải tìm cách cứu loài người thôi. Coi chừng ông ấy cuốn hai cha con ngươi trước đó. À, bác Đơm, hay quá à. Trời, bị té mà hay hả? Không có phải, gió nhờ con mang cái này đến cho bác nè. Là thư khiêu chiến sao? Ông ấy nói, nếu như loài người không trồng lại rừng thì ổng sẽ gây gió bão để tiêu diệt loài người đó. Vậy là chúng ta hãy phụ giúp loài người trồng lại rừng đi ba. Thì ra cái gói sẽ giúp chúng ta ngăn gió bão và mưa lũ hả bác? Đúng vậy đó con. Nếu chúng ta trồng được nhiều rừng á thì sẽ giảm được bão lũ đó các con. Vậy từ nay chúng ta sẽ trồng nhiều cây xanh và bảo vệ rừng. Trồng thôi. Trồng cây vui quá ha. Gớm ơi, chuẩn bị về thôi con. Sắp tối rồi. Dạ, con biết rồi. Nhìn cái vỏ ốc luôn. Bài gì đâu khó quá chừng. Nhức đầu quá à. Ê, hay quá. Có tiếng đại dương nè. Hả? Xin chào. Ốc nói chuyện hả? Cậu bé, biết chưa, chuyện gì trên đời này ta cũng đều biết. Ồ, hay quá. Vậy ông có biết làm toán không? Chuyện nhỏ, ta là vỏ ốc thần kỳ mà. 9x18 bằng mấy gì vậy? 27. Ồ. Cả lớp chú ý, bạn nào giải được câu này nhanh nhất thì cô sẽ thưởng cho một bịch kẹo sô-cô-la. 5 + 2 + 2 + 7 - 9 là bằng mấy? 5 + 2 là 7, rồi cộng 2 nữa. Ai, trời ơi, nhức đầu quá à. Bài gì mà khó quá vậy trời. Vỏ ốc ơi, vỏ ốc. Sao khó quá à. Vỏ ốc cô là bằng 7. Đúng rồi, Đốm giỏi lắm. Đốm hôm nay giỏi ghê vậy đó. Có bí quyết gì tính nhanh vậy? Chỉ mình với. May mắn thôi. Phải không? Hồi nãy mình thấy bạn chui đầu xuống gầm bàn làm gì? Khả nghi lắm nha. Làm gì có cái gì? Hả? Ồ, coi cái gì nè. Vậy mà chói hả? Giờ mình phải làm sao bây giờ? Đánh thẳng đi. Hả? Đánh. Bạn dám đánh mình hả? Dạ. Mình không có ý mà. Cái thằng nhóc sai, không thích quán nghỉ nữa hả? Hả? Thì ra có con ốc trốn trong đây, suối bậy mình. Hả? Ủa, người khác nói gì, người cũng tin thì sao? Mình xin lỗi bung bự. Chỉ tại mình nghe lời con ốc này suối bậy mà mình lỡ đánh bạn rồi. Bạn có sao không vợ? Hồi nãy mình cũng đỡ được nên cũng không đau lắm đâu. Mà lần sau đừng có bao giờ nghe lời người khác xúi dại nữa nha. Phải tỉnh táo chứ. Còn bây giờ nghĩ xem nên làm gì với con ốc suối bậy này đây. Chiên hay là dầm nước mắm? Rồi, bây giờ từng bạn đứng lên nói cho cô biết ước mơ sau này của các em là muốn làm gì nha. Dạ, sau này em muốn trở thành thợ làm bánh, làm ra những cái bánh ngon nhất trái đất. Còn em muốn thành bác sĩ giống như ba em. Em thì muốn nghiên cứu về khủng long nên chắc sẽ làm nhà khảo cổ học. Bụng bự, ước mơ của em là gì nè? Dạ, đó giờ em chỉ giỏi ăn với ngủ không mà, nên em chưa nghĩ ra ước mơ của mình nữa. Trật tự nào cả lớp. Bụng bự nè, mỗi người nên có cho mình một ước mơ để làm mục tiêu phấn đấu. Không sao hết, nếu hiện giờ em chưa có ước mơ, rồi một ngày em sẽ biết mình muốn làm gì thôi. Lúc đó hãy chiến đấu cho ước mơ của mình nha. Dạ. Ê, bụng bự, sao bạn buồn vậy? Thì vụ hồi nãy cô hỏi về ước mơ đó. Sao mấy bạn tìm được ước mơ của mình hay vậy?
Bạn đừng lo, ước mơ sẽ tự động tới với mình thôi. Quan trọng là bạn có nhận ra hay không. Hình như là có đám cháy rừng ở gần đây đó. Cho con đi theo phụ giới được không? Cánh rừng đó con hay vô chơi lắm, biết đường tắt nhé. Cảm ơn con, con lên đi. Dạ. Chú, tiến lên rồi bẻ phải. Chim non ơi, chị xuống đi, yên tâm đi, mình chụp bạn cho. Yeah. Cảm ơn bạn nha. Mình biết ước mơ của mình là gì rồi. Sau này mình muốn làm lính cứu hỏa để bảo vệ mọi người khỏi ngọn lửa hung dữ. Yeah. Không biết bay đến tận cùng bầu trời là gì ta. Mình nghe cô giáo bảo là cuối trời là đường chân trời mà. Ờ, mình nghe mẹ mình nói á, chính là thiên đường. À, chắc ở đó vui lắm hông? Thiên đường mà. Ôi, ở thiên đường mới tuyết trời làm sao? Vậy, chúng ta đi đến thiên đường đi. Ý, cho mình đi theo nữa, cho mình đi theo nữa. Tụi mình đi đến thiên đường đi. Các bạn về nhà sắp xếp đồ đạc, chúng ta sẽ làm một chuyến phiêu luôn. 10 phút nữa có mặt tại đây nha. Yeah, đồng ý. La 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 la. Đốm, con làm gì đó? Con đi đâu mà vội vàng vậy Đốm? Dạ, con đi đến thiên đường, có gì con nói mẹ sau. Ôi, cảnh mới đẹp làm sao. Ra khỏi nhà là nhất rồi. Đây chỉ là mấy cảnh vật ven đường thôi, ở thiên đường còn tuyệt vời hơn rất nhiều. À, đã quá à. Mình lên đó luôn ha Đốm. Gần đến thiên đường chưa vậy? Mình mệt quá à. Mình đi không nổi nữa. Chắc gần tới rồi đó. Ở phía trước thôi. Các bạn cố gắng lên. Các bạn ơi, mình khát quá à. Tụi mình hết sạch nước rồi. Mình không đi nữa đâu, mình chết mất. Đi chưa đến thiên đường mà các bạn đã cho mình thấy địa ngục rồi. Mình không có, có thích cà rốt. Có ăn là sướng rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Ai biểu các bạn toàn mang theo đồ chơi. Bây giờ mình chỉ ước là được nằm trên giường rồi ăn cơm mẹ nấu là sướng nhất. Ừ, ở nhà là sướng nhất. Đi tìm thiên đường chi cho xa xôi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá mẹ ơi. Con nhớ nhà quá mẹ. Thank you.
đau quá à. Rõ ràng là hình như có ai cắn hay làm gì mình thì phải. Buồn ngủ quá. Ghê quá. Bụng bự không biết tại sao nữa, tự dưng nó đau thấy 80 ông trời luôn mà chẳng biết ai làm gì mình hết. Sao ghê vậy bụng bự? Hay là mình bị kẻ tàn hình tấn công? Phải ông đó, hay xí gạt mình vậy? Lúc đó mình đang ngủ thì... Ai? Ai đó? Nghe rùng rợn quá à. Hôm qua nó tấn công mình á, mình phát hiện được. Có khi nào tối nay nó lại tấn công mình nữa không? Nếu vậy, mình phải báo cho ba mình biết. Đúng vậy, chúng ta phải bắt được kẻ giấu mặt này mới được. Có một kẻ giấu mặt, nó tàn hình rồi tấn công một bữa tối qua đó ba. Đúng vậy á bác Đốm, bác giúp con bắt đi nha bác. Kẻ giấu mặt, tàn hình hả? Có không đứa hai đứa nhỏ này, thiệt tình. Thiệt mà bác, nó còn tấn công vào lưng con nữa nè. Ba giúp bạn ấy đi, nếu không nó sẽ tấn công người khác nữa thì sao? Thôi được rồi, để ba ra tay cho. Kẻ tàn hình là đây đó hả? Ba nghi là chúng lắm mà. Vậy mà con cứ tưởng là kẻ tàn hình đâu mà còn dám cắn tao nữa, thật đáng chết mà. Thì ra là con đem cả bánh lên giường để ăn, lại lười quét dọn giường trước khi đi ngủ, cho nên kiến cắn chứ gì. Lũ kiến thật đáng chết, không được giết chúng. Nè các bạn nhỏ, từ đây về sau nếu trên giường có thức ăn thì các bạn cứ lên mà ăn và cắn bụng bự cho ta. Sao mẹ lại bên chúng vậy? Có như vậy thì bạn mới hết lười, còn nói là ngồi hành tinh nữa chứ. Tại vậy thì từ nay về sau con có còn đem thức ăn lên giường nữa không? Đem đi cho kẻ giấu mặt tàn hình cắn cho biết. Dạ không. À, được rồi nè, tay tao bụng bự ơi. Được rồi hả Đốm? Đốm hay quá à. Đốm mà. Bụng bự tay to, cố lên đi. Mình cũng sẽ bắt được Đốm Đốm giống như Đốm thôi. Mình cũng vậy. À, mình cũng bắt được rồi nè Đốm. Tay to ơi. Đâu? Nè. Đẹp lắm Đốm ơi. Hả? Đốm đi đâu rồi ta? Đốm ơi, Đốm à, bạn đâu rồi? Ha 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 ha. Đốm của các ngươi đã bị ta ăn thịt rồi. Sợ quá, chạy mau. Hả? 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 À, đúng sợ ma, đúng khóc nhè. Không chơi với tay to bụng bự nữa đâu. Hai bạn chơi xấu. Đốm, Đốm. Sao bạn ấy giận chú? Mình cũng không biết nữa. Có bắt được Đốm Đốm không con? Con với bụng bự và tay to, ai bắt được nhiều hơn? Con ghét bụng bự và tay to. Con nghĩ cho hai bạn đó rồi. Sao vậy con? Kể cho ba nghe được không? Hai bạn chọc con. Chọc ra sao?
Con kiến bụng bự gì tay to? Con trai à, chẳng phải con là người nhát hai bạn trước hay sao? Con nhát các bạn thì con vui, thì cớ sao các bạn nhát lại con thì con lại giận? Nhưng mà... Con à, con có biết không, nếu như việc nào con không thích người khác làm với mình thì con cũng không nên làm việc đó với người ta. Vậy là con sai rồi hả ba? Đúng rồi, với lại chơi với bạn thì phải biết tha thứ cho nhau, bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của nhau. Nếu giận nhau hoài thì đâu có vui, phải không con? Dạ, con hiểu rồi. Con trai ngoan. Quánh tù xì, quánh tù xì. Wow, táo ngon quá à. Một trái, hai trái, ba trái, bốn trái. Wow, nhiều quá trời luôn. Wow, táo ngọt quá. Tay tao ăn thử đi. Ủa, sao táo chưa rửa mà Đốm đã ăn rồi? Không sao đâu, Đốm phủ sơ sơ rồi mà. Tay tao ăn thử đi nè. Thôi, mình không ăn đâu. Mình sợ bị đau bụng lắm. Mẹ mình dặn, ăn trái cây là phải rửa sạch. Để mình ăn cho, tay to cái gì cũng sợ. Táo ngon như vậy, tay to không ăn thiệt là ổn. Hay là để mình ăn phần của tay to luôn nha. Không, mấy bạn cứ ăn đi, mình chờ rửa sạch xong mới ăn. Đúng là con gái. Đốm và bụng bự ơi, ăn kem nè. Kem ngon quá à. Đốm và bụng bự đi rửa tay đi đã. Nãy giờ chơi ném banh, tay dơ hết rồi. Không sao đâu, giờ có chút xíu à. Tụi mình mà đi rửa tay xong á thì kem chảy hết. Đúng rồi đó, đi rửa tay xong thì kem chảy hết. Hôm nay vừa được ăn táo, vừa được ăn kem, thích ơi là thích. Đau bụng quá. Đau bụng quá. Con bị sao vậy Đốm? Con đau bụng quá mẹ ơi. Ngày hôm nay con có ăn lung tung gì ở bên ngoài không vậy? Dạ, con có ăn táo với ăn kem. Thôi, ngồi dậy, mẹ đưa con đi khám bác sĩ. À, đau bụng quá. Con đau bụng quá mẹ ơi. Vậy là bạn cũng bị đau bụng giống mình hả? Không những bị đau bụng mà mình còn bị đau mắt nữa nè. Ủa, sao bạn lại bị đau mắt? Bác sĩ nói là do tay mình dơ mà còn dựa vô mắt đó. Bởi vậy sau này hai đứa mình á phải nhớ rửa tay thật sạch trước khi ăn nha. Đốm với bụng bự ăn bánh nè. Công nhận mẹ của Đốm làm bánh ngon ơi là ngon luôn. Ủa, Đốm với bụng bự chạy đi đâu vậy? Phải rửa tay trước khi ăn. À, thích quá. Được đi giáo ngoại rồi, thích quá. Đốm đã chuẩn bị đồ xong hết chưa con? Dạ, xong hết rồi ạ. Đi giả ngoại có 2 ngày à. Con mang cái gì mà nhiều dữ vậy? Dạ, toàn đồ chơi không đó ba. Con không biết phải để cái nào ở nhà nữa, nên con mang theo hết luôn. Trời ơi, Đốm ơi là Đốm. Đốm, chơi gần gần ở đây, đừng có đi xa nha con. Phải rồi, ở đây rộng lắm, lại đông người nữa. Lỡ mà con đi lạc là ba mẹ không biết phải tìm ở đâu đâu đó. Dạ, con biết rồi. Thank you.
trễ rồi, mình về thôi anh. Đốm ơi, Đốm, mình về thôi con. Ủa, Đốm đi đâu rồi anh? Ủa, anh vừa mới thấy nó chơi ở đâu đây mà. Đốm ơi, Đốm ơi, Đốm, Đốm ơi, có khi nào Đốm nó đi lạc rồi không anh? Em cứ bình tĩnh, đừng có lo quá. Chắc con nó chơi ở gần đâu đây thôi. Mình chia nhau ra đi tìm. Đốm ơi, Đốm ơi, Đốm. Hả? Cái giỏi thì bắt ta đi. Đợi đó, biết đây ta. Tìm thấy con chưa anh? Chưa thấy nó đâu hết. Có khi nào con nó bị bắt cóc không anh? Không có chuyện đó đâu, em đừng lo quá. Chắc là Đốm chỉ ở đâu gần đây thôi. Mình đi tìm tiếp nha em. Ba ơi, ba mẹ đang ở đâu? May quá, con đây rồi. Con có biết là ba mẹ đã lo lắng cho con lắm không? Anh bớt giận, dù sao cũng đã tìm được con rồi. Nói mẹ nghe, nãy giờ con đi đâu? Dạ, con chỉ đuổi theo mấy chú cào cào thôi ạ. Sao con không nói với ba mẹ? Con đã thấy được kết quả của việc không dâng lời hay chưa? Cũng may là chưa gặp kẻ xấu đó. Nếu không thì... Đốm nè, lần sau đó đi đến những nơi đông người, Đốm đi đâu thì phải nói với người lớn, đừng có tự ý đi một mình nha. Dạ, từ bây giờ trở đi con sẽ dâng lời ba mẹ. Con sợ đi lạc lắm rồi. Nè Đốm, ăn uống phải từ tốn chứ con. Con đói mà, con nay tuổi ăn, tuổi lớn nên phải ăn nhiều. Ba mẹ không tiếc, nhưng mà con ăn cũng phải nhìn trước nó sao chứ. Dạ, con vẫn nhìn mà ba mẹ. Con mà cứ tham ăn như vậy sẽ béo phì, béo tròn cho coi. Cái của con mà. Nhiều đó được rồi con, ăn nhiều quá sẽ không tốt cho tiêu hóa đâu. Tối rồi. Một chút nữa đi ba. Không được là không được. Không được thì thôi, Đốm không thèm ăn nữa. Đốm lên phòng đây. Mình nhanh tay hơn cả ba. Đã thiệt, ăn một trận đã đời. Con ngủ đi. Chuyện gì vậy Đốm? Mẹ ơi, con gặp ma. Thôi, mơ thôi mà con. Nhưng con sợ, ba ngủ với con nha. Thôi được rồi, ba sẽ ngủ với con. Ngoan, nào, nằm xuống ngủ thôi con. Ui da, đau bụng quá, đau bụng quá. Đốm, Đốm, con sao vậy? Đốm đau bụng quá ba ơi. Sao vậy? Chắc hồi chiều con ăn nhiều quá chứ gì. Chai dầu đâu rồi? Dạ. Con còn ăn chuối nữa hả? Tham ăn quá không đau sao được. Đốm biết lỗi rồi, từ đây Đốm sẽ không tham ăn nữa.
Ba giúp đốm đi ba. Để ba đi lấy thuốc cho con nha. Sao tay ba bị gì vậy? Thì chẳng phải con vừa ăn đùi gà hay sao? Có không ta? Sao đùi gà mà không có thơm? Ta chính là siêu nhân Superman, có sức mạnh siêu phàm để đánh bại mọi kẻ xấu, là chỉ huy của đội chiến binh vĩ đại. Với cái nơ này, ta có năng lực nghe cả các sóng siêu âm và thấy mọi vật ở xa, thiệt là xa, đến mấy chục ngàn km. Si, có thể nhìn thấy bơi nước Mỹ không? Ta sẽ chở nàng đến nước Mỹ bằng phi thuyền vượt không gian này nha. Ôi, tuyết kìa, ta đi trượt băng và làm ông già tuyết đi. Cho mình đi với, mình thích trượt băng, mình đi với. Được, mong ước của bạn sẽ được chấp nhận nếu bạn trở thành chiến binh. Mình đây là chiếc khiên siêu cấp của mình, có thể đỡ mọi đòn tấn công. Chiến binh bụng bự sinh ra mắt. Ngày hôm nay, chúng ta là những siêu anh hùng, chuyên tiêu diệt kẻ xấu. Tiến lên! Tiến lên! Tiến lên! Ủa, tiếng gì vậy? Đề phòng có kẻ xấu. Kẻ xấu ở ngay trong này. Được rồi, ta sẽ bắt kẻ xấu này lộ diện ngay lập tức. Không phải đâu, bụng mình sôi đó. Cứ mỗi khi bị đói là nó phát ra âm thanh này à. Chúng ta cần phải nạp năng lượng trước khi chiến đấu chứ đúng. Được, vậy tất cả siêu anh hùng cùng tiến vào phòng nạp năng lượng. Tất cả tiến lên! Tiến lên! Đi! Tất cả dừng lại, chúng ta đã đến kho nạp năng lượng rồi. Có một cái bánh kem siêu khủng dành cho chúng ta. Nhanh đi, mình đói quá rồi. Thôi chết rồi, chiếc bánh kem nó không còn nữa. Có lẽ kẻ xấu đã lấy mất bánh kem năng lượng của chúng ta rồi. Thôi không, chúng ta phải mau chóng tìm ra kẻ nào đã lấy cắp bánh kem năng lượng. Đúng vậy, ai đã cả gan làm điều này? Nhìn kìa các bạn, chúng ta đã phát hiện chứng cứ. Đi thôi nào. Phải nhanh lên, nếu không thì kẻ xấu sẽ ăn hết chiếc bánh mất. Nhìn kìa, kẻ xấu đã để lại sơ hở, chúng ta sẽ lần theo dấu vết để lại này. Nhưng các bạn ơi, nhìn kìa, sàn nhà của chúng ta đã bị chúng nó biến thành nham thạch. Phải tìm chỗ cao để tránh đi thôi. Tất cả nhanh lên, không còn cách nào đâu. Hãy đứng lên đến mỏm đá thần ở đằng kia. Không thôi, nham thạch sẽ đốt cháy chúng ta mất. Không xong rồi, chúng ta đã bị bao vây bởi nham thạch. Có nghĩa là chúng ta đã bị kẹt ở đây. Mình không biết đâu, mình muốn về nhà. Nào chiến binh bụng bự, đừng nhục chí chứ. Giờ phải tìm kẻ nào đã lấy cái bánh kem năng lượng đã. Nhìn kìa, vụn bánh kìa, tên kia đã để lại dấu vết. Chắc chắn tên đó đang ở trên cây sồi vĩ đại. Nhưng làm sao thoát khỏi đây? Chúng ta đã bị nham thạch bao quanh rồi. Mình biết rồi, hãy sử dụng chiếc khiên không thể phá hoại của bạn để tới được chiếc thuyền cứu hộ kia. Cố lên chiến binh bụng
bự, mọi thứ trông đợi vào ngươi cả. Hay quá, giỏi làm được rồi. Tuyệt vời, chiến binh bụng bự. Giờ thì chúng ta hãy tiến thẳng vào sao huyệt của bọn chúng. Tiến lên. Nhìn kìa, bụng bánh dẫn vào căn phòng kia. Chúng ta hãy cùng nhau vào sao huyệt, bắt lấy kẻ cắp. Đợi đã, cửa căn phòng này có độc, chúng ta không thể xông vào được. Chắc chắn đó là kẻ đã lấy bánh kem năng lượng của chúng ta. 1, 2, 3, cả bọn cùng nhau nha. Đồng ý. 1, 2, 3, xông lên. Hả? Thì ra là ba hả? Ba đã lấy bánh kem của tụi con hả? Ừ, đúng rồi. Lúc nãy ba đọc sách đói bụng quá cho nên lấy bánh trong tủ lạnh lên ăn. Vậy mà nãy giờ bọn con tưởng là đang đi bắt tội phạm đó. Hôm nay mình được cô giáo khen đó. Vui ơi là vui. Mình cũng được cô khen nữa. Mà cô khen tay to gì vậy? Cô khen là mình lễ phép, vì mình gặp cô và người lớn ở đâu thì mình cũng chào hết á. Cô cũng khen mình giống y như tay to vậy đó. Vui ơi là vui. Bé ngoan bé biết vâng lời, là luôn lễ phép. Ý, bác màu vàng kìa. Con chào bác. Con chào bác. Ồ, bác chào các con. Ủa, sao đốm không chào bác màu vàng? Tại bác bò vàng chạy qua nhanh quá nên mình không thấy. Hình như lúc nãy ra về đốm cũng không chào cô giáo thì phải. Trời ơi trời, các bạn bày vẽ quá. Cô giáo ngày nào cũng gặp mò, chào làm gì? Vẫn phải chào đốm à, vậy mới là lễ phép. Không chào cũng là lễ phép. Mình luôn tôn trọng và yêu thương cô mà. Tới nhà mình rồi, tạm biệt đốm và bụng bự nha, mai gặp lại. Tạm biệt tay to nha. Thôi ba mẹ, con đi học mới về. Thưa ba mẹ, con đi học mới về. Mẹ ơi, có gì ăn chưa? Con đói quá. Sao đốm đi học về mà không thấy chào mẹ? Mẹ là mẹ của con mà, gặp nhau hàng ngày, chào hỏi chi cho mệt hả mẹ? Đúng là vậy, nhưng con đi học về mà không chào, mẹ buồn lắm. Mẹ đừng buồn, mẹ luôn ở trong này nè. Nhưng mà mẹ vẫn thích con chào. Con quên. Thôi, để mai nha mẹ, con đi coi phim hoạt hình đây. Làm gì mà mặt mày bí xị vậy con trai? Hôm nay mấy bạn ai cũng được cô giáo khen và cộng điểm thưởng, chỉ có mình con là không được thôi. Vậy cô giáo có nói gì sao con không được cộng điểm hay không? Dạ, cô giáo nói tại vì con chưa được lễ phép. Ai nói bộ chào là lễ phép hả? Nói gì không đúng hả? Vậy theo đốm, cô giáo nói như vậy là đúng hay chưa đúng? Dạ, con hiểu rồi. Từ ngày mai, con sẽ lễ phép với tất cả mọi người ạ. Đúng rồi, đốm phải lễ phép, gặp tất cả người lớn đều phải chào hỏi. Có như vậy mới được yêu quý, con biết không? Dạ, thưa ba con đi học. Thưa mẹ con đi học. Ừ, con đi học vui vẻ nha. Và sau đây là phần thi của bạn đốm. Khi chú là chú ít con, có hai là hai mắt tròn, chú ngồi trên chiếc lá sen, chăm chỉ học bài. La la, la la. Quá ngon, đốm thấy hay quá.
ngày hôm qua công nhận Đốm hát hay thiệt đó. Đúng rồi đó, mình với Tai To ngồi nghe mà mê luôn. Thì bởi vậy mình mới được giải nhất toàn trường. Hôm qua bạn Sơn Ca hát cũng hay nữa. Hay đâu mà hay, bạn Sơn Ca hát cũng bình thường thôi mà. Mình thấy hay chứ bộ, giọng bạn ấy rất là trong trẻo. Nếu Sơn Ca hát hay, sao bạn ấy không đạt giải nhất? Phải rồi, nói chung bạn Đốm hát là hay nhất. Đúng đúng, bạn Đốm của mình là tuyệt vời nhất. Đốm ơi, bài này khó quá à. Bạn gợi ý cho mình làm bài đi. Trời, bài này dễ ơi là dễ. Cần gì mà phải gợi ý, bạn cố mà suy nghĩ đi chứ. Đốm mà làm thì chỉ có 5 phút là xong. Đốm ơi, bài này mình làm như vậy có đúng không? Trời ơi là trời, bụng bự là bụng bự. Bài dễ như vậy mà bụng bự cố làm sai nữa là sao? Tại mình không biết thiệt mà. Hai bạn sao mà dở quá vậy? Thấy mình không? Làm một chút xíu là xong hết rồi nè. Mình đẹp trai, mình thông minh, mình lực lưỡng, mình chỉ nhanh, mình là siêu nhân. Thôi, tụi mình về nhà nhờ ba mẹ giúp đây. Ủa, không học nữa hả? Sao về sớm quá vậy hai bạn? Tụi mình ngốc lắm, không dám học chung với thiên tài đâu. Ủa, Tai To với Bụng Bự đâu rồi con? Dạ, hai bạn nói về nhà rồi mà. Sao đang cùng học với nhau mà hai bạn đó lại đi về? Tai To với Bụng Bự học dở lắm, con không muốn học chung chút nào. Đốm nè, nếu như ai đó chê con học dở hoặc là chê con hát không hay thì con có buồn không? Dạ, có chứ. Nếu như con gặp khó khăn, cần các bạn giúp đỡ mà các bạn lại không ai chịu giúp thì con thấy thế nào? Dạ, con sẽ rất là buồn. Tai To và Bụng Bự về nhà không học chung với con nữa là do hai bạn cảm thấy buồn khi bị con chê đó. Mẹ nghĩ con nên đến nhà xin lỗi hai bạn ấy và cùng hai bạn ấy làm bài. Dạ, con sẽ đi liền. Mẹ cho con dĩa trái cây này luôn nha. Con làm quà để xin lỗi hai bạn. Mẹ đang ở trong bếp, phải cẩn thận mới được. Đốm, tại sao con về mà không thưa mẹ? Thưa mẹ, con mới đi học về. Đốm, đưa sổ liên lạc cho mẹ coi coi. Lát nữa được không mẹ? Không, mẹ muốn coi liền bây giờ. Thông minh nhưng kém tập trung, hay nói chuyện trong giờ học. Đốm, con giải thích cho mẹ nghe coi. Con cũng muốn tập trung học bài lắm, nhưng mà con cứ bị làm sao á. Chân con không chịu ngồi yên, cứ ngồi được một lúc là nó lại cử động và đòi đứng dậy. Lúc coi tivi, chân con nó cũng cứ đòi nhảy thôi. Chưa hết đâu, đầu con nó cũng bị làm sao á. Bị sao? Thưa con muốn đi vệ sinh. Thưa con muốn đi uống nước. Đúng là con bị làm sao rồi, con nhớ lại coi. Đốm ơi, vô nhà lấy cho mẹ cái khăn đi. Dạ. Con không biết tại sao con không nhớ được gì hết trơn á. Con có biết mình bị sao không? Chúng con bị sao hết,
con chỉ kém tập trung thôi. Bắt đầu từ hôm nay, mẹ sẽ ngồi học với con. Thông minh nhưng kém tập trung, hay nói chuyện trong giờ học. Con làm xong bài tập rồi mẹ. Chân và đầu con có còn bị gì nữa không? Dạ, còn một chút, nhưng mà con đỡ rồi. Trên thế giới, có nhiều loài động vật hoang dã đã biến mất hoàn toàn. Hiện tại, có khoảng hơn 1.500 loài được xác định có nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo vệ. Việc bảo tồn sự đa dạng của các loài động thực vật trong tự nhiên là vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết. Mình nhất định phải làm gì đó để cứu các con vật đáng thương này và cứu lấy tương lai của trái đất nữa. Nhưng phải làm gì ta? Chết nè, chết nè. Mẹ đang làm gì vậy? Là vậy, mẹ mới phát hiện ra là nhà mình có gián. Tội nghiệp con gián quá, mình phải cứu con vật tội nghiệp đó mới được. Mẹ để con. Chết nè, chết nè. Nó chạy thoát rồi hả? Dạ không, con giết chết nó rồi. Bây giờ con đem bỏ nó đi đây. Con nhớ cho vô bồn cầu rồi xả nước thiệt là mạnh nha. Dạ. Mày cứ yên tâm sống ở trong đây nha, ta sẽ bảo vệ mày. Phải giấu cái miếng này mới được. Ăn đi, chắc mày đói bụng lắm rồi. Ở trong này không mẹ thấy đó. Xin chào. Vào đi. Phòng con sao có mùi gì hôi quá vậy? Con có ngửi thấy mùi gì đâu. Không có gì đâu mẹ ơi. Trong này có gì vậy? Không có gì đâu, mẹ trả lại cho con. Con đã nói rồi mà. Con có biết gián là loại côn trùng có hại, mang rất nhiều mầm bệnh không hả? Dạ. Nào, ăn đi con, cháo thịt gà hạt sen mà con vẫn thích ăn nè. Cảm ơn mẹ. Đợt này đốm ốm quá, mẹ phải tẩm bổ cho đốm thật nhiều mới được. Mẹ, con muốn ăn nữa. Con ngay.
Đốm, ăn đi, con vừa bệnh nên cần ăn nhiều đồ bổ, bồi dưỡng cho mau lại sức. Con không có đói. Không đói cũng phải ăn. Mẹ tốn bao công sức nấu cho con ăn, con mà không ăn là mẹ buồn lắm đó nha. Ba vừa gọi nói là ngày mốt ba về. Thích quá. Con ăn mau đi cho mau lại sức. Chứ để ba về mà thấy con ốm như vậy thì ba sẽ không vui đâu. Nhưng con ngán lắm, ngày nào cũng ăn đồ bổ, không có đói. Con có biết là trên thế giới này có biết bao nhiêu người không có gì để ăn hay không? Thì mẹ mang đồ ăn này chia cho các bạn đó đi. Ăn đi, nhiều chuyện quá. Đốm, sao con đi học mà không thưa mẹ? Con thưa mẹ con đi học. Yên tâm, mẹ không bắt con ăn nữa đâu. Mẹ nói thiệt, mẹ hứa đó. Con cảm ơn mẹ. Còn có muốn ăn gì không? Không. Không. Đốm, xuống ăn cơm nè con. Ba mẹ ăn đi, con không ăn đâu. Có chuyện gì vậy con? Bữa nay tan trường, tay to rủ được con chạy thi. Ê, chạy thi không? Thôi, lần nào bạn cũng thắng tụi mình, chẳng có gì vui hết trơn á. Chơi trò khác đi. Lần này mình sẽ chấp hai bạn 5 phút, chịu không? Đích sẽ là cửa hàng kem. Nếu một trong hai bạn thắng, mình sẽ mời hai bạn ăn kem. Đúng 5 phút ở nhà. Ok, không được chơi ăn gian nha. Ừ, khỏi lo. Chuẩn bị, xuất phát. Năm, mười, mười lăm, hai mươi. Hết 5 phút rồi, mình chạy thôi. Mình rất nhanh hơn nữa, tay ta sắp đuổi kịp rồi. Mình cũng muốn lắm, nhưng mà mệt quá à. Hẹn gặp hai bạn ở tiệm kem nha. Đốm, sao không ăn kem đi mà cứ thè lưỡi hoài làm chi vậy? Mình cũng không biết nữa, nhưng cứ mỗi lần mình nóng trong người là mình phải thè lưỡi ra để thở. Ê, bạn sao vậy? Ha, con cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Con có biết rằng tất cả họ nhà ta đều thè lưỡi ra để thở khi trời nóng hay không? Tất cả mọi người. Chó là loài động vật có vú, thân nhiệt thường cố định. Nếu nhiệt độ quá cao, chúng ta sẽ phải tìm cách để tản nhiệt, để làm mát cơ thể. Tuyến mồ hôi của họ nhà ta không ở trên cơ thể như nhiều loài khác, mà lại phát triển ở đầu lưỡi. Khi con chạy hoặc khi thời tiết nóng nực, cơ thể con nóng lên, và một cách tự nhiên con sẽ thè lưỡi ra để nhiệt lượng trong cơ thể thoát ra ngoài. Điều đó hoàn toàn bình thường. Ba cũng vậy nữa hả ba? Có mẹ nữa hả? Đúng là như vậy. Giờ thì con đi. Ba ơi, con đói bụng. Ba ơi,
Ủa, mẹ đâu con? Mẹ về nhà ông bà ngoại vài bữa, Đốm ở nhà với ba ngoan nha. Yêu Đốm, mẹ. Cảm ơn ba. Ba bị đau đầu hả ba? Ừ, sao tự dưng mẹ con lại về nhà ông bà ngoại vậy ta? Chắc mẹ lại giận chuyện gì nữa rồi. Ba không nhớ gì sao? Mở cửa, mở cửa. Vậy là mẹ giận, bỏ về nhà bà ngoại mất rồi. Lỡ mẹ giận, bỏ đi luôn không về nữa thì sao? Hôm qua ba bị sếp la, buồn quá nên đi nhậu với bạn. Không ngờ lại làm cho mẹ giận. Đốm ngoan, đi học đi nha. Ba sẽ qua nhà ông bà ngoại, xin lỗi mẹ rồi đón mẹ về. Lỡ mẹ mình bỏ đi luôn thì sao? Đừng có lo, thỉnh thoảng á mẹ mình cũng giận ba bỏ về nhà ông bà ngoại mà. Nhưng lần nào cũng quay về nhà hết á. Nhưng cũng có trường hợp mẹ bỏ đi luôn đó, cũng không biết được đâu. Mẹ à, Đốm nè. Đốm đi học chưa? Dạ rồi. Mẹ ơi, mẹ về nhà đi, ba với Đốm nhớ mẹ lắm đó. Tối hôm qua ba buồn quá nên đi nhậu, mẹ đừng giận ba và Đốm nữa nha. Muộn rồi, Đốm đi học đi nha, mẹ thương Đốm lắm. Đốm cũng thương mẹ lắm. Ba đã đón mẹ về cho Đốm rồi nè. Ba, mẹ, vậy mà con có tưởng mẹ bỏ đi luôn rồi chứ. Lần sau, ba đừng đi nhậu nữa nha ba. Ba biết rồi, từ nay ba xin chừa. Học mệt muốn chết, cô lại cho nhiều bài tập, về nhà đói bụng lại chẳng có gì để ăn, không biết mẹ ở đâu vậy ta? Mẹ cũng đang chán lắm rồi đây, cả ngày quay cuồng với chợ búa, cơm nước, chăm chồng, chăm con, mỗi lúc một già nua xấu xí. Mệt quá, làm việc vất vả mà còn bị sếp mắng, đồng nghiệp chơi xấu nữa, ra ngoài đường thì giao thông lộn xộn, cứ như vậy thì làm sao mà sống nổi đây? Ước gì thời gian quay ngược trở lại, con được sống thời sữa thời xưa. Khi chưa có trường học, con nít không phải tới trường. Không khí trong lành, thực phẩm lại không bị nhiễm độc. Chưa có công ty, không có sếp, không có xe hơi, xe gắn máy, khỏi bị kẹt xe. Trời đất ơi. Trời ơi, sao đang làm bàn giấy bây giờ phải cày ruộng như vậy? Đốm, đi chẻ củi, gánh nước, chuẩn bị nấu cơm, đã
lát ba mẹ về mà không có cơm nước là ăn đòn bây giờ đó. Kem nước bổ củi mệt quá. Sao tự nhiên mình phải giả gạo như vậy? Ông trời, trời ơi, hãy cho mọi thứ trở lại như cũ. Chết rồi, mẹ quên chưa nấu cơm. Ôi, tối nay nhà mình sẽ ra ngoài ăn để mẹ được nghỉ ngơi. Hoan hô ba, hoan hô ba mẹ. Cuối tuần cả nhà mình sẽ đi Sa Pa chơi. Ôi thích quá, thích quá à. Hoan hô ba mẹ. Mà Sa Pa ở đâu vậy ba? Con ngồi xuống đây, ba sẽ chỉ cho. Đây nè. Đã quá ta, con chưa bao giờ được đi xa như vậy. Mẹ cũng vậy, đến tự sắp đồ đó nha. Dạ. Cái này. Ê. Đớm, lẹ lên con. Dạ, con sắp xong rồi. Con mang gì mà nhiều quá vậy? Dạ, toàn những thứ cần thiết không à. Nào, nhà mình đi thôi. Sa Pa nằm ở độ cao 1.600 mét, so với mực nước biển nên khí hậu mát mẻ quanh năm. Mùa đông ở đây nhiệt độ có lúc xuống thấp dưới 0 độ C và có tuyết. Con có tưởng ở đây cũng ấm như ở nhà mình nên không mang theo quần áo ấm. Bây giờ phải làm sao? Ba mẹ sẽ mua cho con một ít quần áo ấm, nhưng con phải rút kinh nghiệm. Nào, 1, 2, 3. Lần sau, trước khi đi du lịch ở đâu, con sẽ kiểm tra thời tiết để chuẩn bị kỹ càng hơn. Xe hơi đồ chơi thông minh, điều khiển từ xa, thiết kế hiện đại, màu sắc bắt mắt, có thể di chuyển trên mọi địa hình. Wow, đã quá, phải kêu mẹ mua mới được. Wow. 9, 10, 11. Mẹ ơi, mẹ mua đồ chơi mới cho con ơi. Mẹ đang tập thể dục, lát nữa mẹ sẽ nói chuyện với con. 12, 13, 14. Con muốn mua xe hơi điều khiển từ xa. Thôi được, mẹ sẽ trả lời con luôn nè. Đầu tháng,
mẹ đã mua đồ chơi cho con rồi. Nếu con muốn mua đồ chơi mới thì con phải đợi tới tháng sau thôi. Nhưng con muốn có ngay bây giờ. Tháng này con đã mua đồ chơi rồi, con sẽ phải đợi tới tháng sau. Mẹ mua cho con đi, tháng sau con sẽ không mua đồ chơi nữa. Không được, con sẽ phải đợi tới tháng sau thôi. Đây là lần cuối cùng mẹ giải thích. Có khóc thì cũng vậy thôi. Con cứ ói thoải mái ở đây đi. Khi nào xong, nín hẳn rồi hãy ra ha. Con đã hết khóc, hết ho, hết ói chưa? Dạ, hết rồi. Mẹ yêu đốm, nhưng đốm dòi dĩnh dạng dạ như vừa rồi khiến cho mẹ rất buồn. Con xin lỗi mẹ, từ giờ con sẽ không vòi vĩnh, ăn vạ nữa. Mặt đốm dơ hết rồi. Đốm vô nhà sau rửa mặt sạch sẽ, rồi ra đây uống trà ăn bánh với mẹ. Dạ. Mình đố mấy bạn, tại sao loài khủng long lại bị tuyệt chủng? Ăn nhiều quá, bụng bự lên nổ bùm chết. Có mà bạn ăn nhiều nổ bụng chết á. Tại mình thấy trong hình á, con khủng long nào cũng bự chứ bộ. Tầm bậy nè, sách nói là vào 65 triệu năm trước, một thiên thạch đâm vào trái đất, giải phóng ra một lượng cát bụi và khí độc vào không khí, che phủ cả bầu trời. Đúng rồi, thiên thạch đâm vào trái đất khiến khủng long bị tuyệt chủng đó. Thông báo khẩn cấp, hiện nay có một thiên thạch đang hướng về trái đất. Đề nghị mọi người sơ tán. Đề nghị mọi người sơ tán. Trời ơi, xảy ra thiệt rồi kìa. Hả? Không ngờ miệng mình linh như vậy. Không chịu đâu, còn biết bao nhiêu món ăn chưa ăn mà. Tuyệt chủng rồi ăn được cái gì nữa đâu. Bà nói nghe tin gì chưa? Tình hình khẩn cấp lắm rồi. Mọi người trốn vào hầm trú ẩn đi. Ôi trời ơi. Thôi mình chạy về với mẹ đây. Mình cũng về nhà thông báo cho nhà mình đây. Giờ sao đây mẹ? Không sao đâu con, ba con sẽ có cách. Tình hình thế nào rồi? Thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị hỏa lực để phá hủy thiên thạch rồi. Tốt lắm, nhớ cẩn thận. Sự tồn vong của loài người nằm trong tay của các anh. Canh tọa độ, tất cả sẵn sàng. Bắn! Thôi xong, chúng ta thất bại rồi. Chuẩn bị nạp năng lượng, bắn lần thứ hai. Bộ phận năng lượng quá tải thưa sếp. Làm nguội bộ phận năng lượng và chuẩn bị bắn tiếp. Ha ha ha!
thông báo khẩn cấp. Lần bắn đầu tiên đã thất bại. Nguy rồi, lần thử đầu tiên thất bại rồi. Hy vọng lần thứ hai sẽ thành công. Đâu rồi? Thông tin về thiên thạch. À, đây rồi. Bụng bự hả? Tay to hả? Mình tìm ra cách phá hủy thiên thạch rồi. Nhưng mình cần sự giúp đỡ của hai bạn. Sao được? Cái hình là gì? Làm sao để phá hủy thiên thạch được? Đừng nói là bạn hủy phi thuyền và thiên thạch nha. Lệ sinh chết chùm đó. Các bạn bình tĩnh, đừng có hấp tấp chứ. Các bạn có biết sự khác biệt giữa thiên thạch, sao băng và sao chổi không? Hình như tất cả đều là đá bay bay ở ngoài vũ trụ. Những khối đá nhỏ bay vào vũ trụ được gọi là thiên thạch. Khi bay vào khí quyển trái đất bốc cháy gọi là sao băng. Còn sao chổi cấu tạo chủ yếu từ băng nên gọi là sao chổi. Ồ, lạ quá ha. Sao băng thì bốc cháy, còn sao chổi thì lại cấu thành từ băng. Ê ê, mấy cái đó thì liên quan gì tới của trái đất? Tức là thiên thạch đang nằm tới trái đất kia sẽ bốc cháy thành sao băng. Và đối thủ của nó chỉ có là sao chổi thôi. À, vậy đó là lý do tại sao bạn tới Nam Cực phải không? Ủa, sao không phải là Bắc Cực? Vì Nam Cực là nơi Bắc Cực rất nhiều, là nơi tốt nhất để kiếm băng làm sao chổi. Go go, kế hoạch sao chổi. Lạnh như vậy á mà bắt đi cắt băng, lạnh quá. Cố lên, thiên thạch mà đâm vào là không còn gì để ăn đâu. Bây giờ cắt băng sao đây? Chúng ta sẽ cắt băng bằng muối. Muối? Đúng vậy, muối có thể làm tan băng bằng cách trung hòa nhiệt độ của băng với môi trường xung quanh. Vậy thì mình làm liền đi. Nhưng ba mình nói nếu quá lạnh nên nhiệt độ âm 20 trở đi, muối sẽ thường không có tác dụng nữa. Nên mình sẽ dùng natri acetat. Sao có mùi giống như mùi giấm đó? Đúng rồi, natri acetat là chất dùng để tạo vị giấm cho khoai tây chiên và có vị mặn và vị chua đó. Tưởng gì, chứ cái này mình ăn hoài à. Thành công rồi, cắt được cục băng khổng lồ rồi. Cắt được cục này rồi làm sao nữa? Bây giờ chúng ta sẽ đợi khi thiên thạch tiến vào khí quyển của trái đất trở thành sao băng. Khi đó ta sẽ phóng cục băng này với hỏa lực cực mạnh biến nó thành sao chổi. Sao băng và sao chổi, trái đất được cứu. Kế hoạch sao chổi thành công rồi. Nhưng tia laser mạnh vậy còn không phá hủy được, liệu sao chổi đủ mạnh không? Mình đâu có bắn trực diện như tia laser đâu. Mình sẽ bắn ra đường vòng cung để sao chổi đạt đủ gia tốc cần thiết và va chạm vào đường bên hông để tạo sát thương lớn hơn. Hiểu rồi, nhưng mà lấy cái gì bắn đây? Cục băng bự quá trời quá đất luôn. Bạn nghĩ mình đến đây mà không gọi cho chuyên gia về vũ trụ sao? Đúng, và các bạn giỏi lắm. Bây giờ chúng ta có cơ hội cứu lấy trái đất rồi. Cảnh báo, thiên thạch sắp đi vào tầng khí quyển của trái đất. Thiên thạch sắp đi vào tầng khí quyển của trái đất. Thiên thạch sắp bốc lửa và trở thành sao băng. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Mọi người chuẩn bị khai quả. Cánh tọa độ, tất cả sẵn sàng.
Thành công rồi, trái đất được cứu rồi. Thành công rồi, yeah, trái đất được cứu rồi. Kế hoạch sao chổi thành công. Giờ ăn đến rồi, thịt lên đây, hai miếng hamburger nè, tan giòn. Yeah, tới giờ ăn rồi, đói ơi là đói luôn. Tà đa, món xà lách hôm nay trộn bông cải xanh. Ăn cho hết nha, mẹ thấy bụng con tròn lắm rồi đó. Nên ăn nhiều rau củ cho tốt sức khỏe. Còn mẹ đi siêu thị ăn bún mắm với mấy gì đây? Xong rồi, ứ thèm ăn rau luôn. Ai mà thèm ăn hamburger với rau chứ. Nhân danh bụng bự, con của mẹ bụng bự, ta chịu hồi ngươi. Quái vật hamburger, mau hiện diện và cho ta ăn hamburger tùy thích. Thành công rồi, không ngờ bắt chước theo TV mà cũng làm được. Ơi kẻ đã triệu hồi ta, ngươi có mong ước gì? Hãy cho ta cái hamburger ngon nhất thế giới. Được, vậy tế phẩm của ta là gì? Nè, ta cho ngươi đặc sản xà lách trộn bông cải xanh. Giỡn mặt với ta sao? Triệu hồi ta lên đây chỉ để cho ta ăn rau à? Được lắm, phải lấy thịt ngươi ăn bù. Ăn giỡn mặt với ta, ta phải ăn thịt ngươi. Chết rồi, kỳ này mẹ mà về á, là mẹ mình luôn á. Đứng lại, ta phải ăn thịt ngươi. Đứng lại, leo, còn lâu mới đứng lại. Có ngon thì đuổi theo ta đi. Ê bụng bự, hôm nay bị con gì cắn hay sao? Mày tập thể dục sớm quá vậy? Chơi lên. Ôi, ôi, vô duyên vậy? Vô duyên mày chạy như thằng điên vậy? Vụ gì vậy? Tại sao lại chạy? Hả? Ủa mà xí, tại sao con quái vật hamburger đó lại đuổi theo tụi mình? Ai biết đâu, chỉ thấy nó dí theo bụng bự thôi mà. Tại mình chịu hồi nó ra xong bắt nó ăn rau á. Ủa, vậy nó dí bụng bự chứ phải dí tụi mình đâu? Đúng rồi. Ông hamburger ơi, ông ghét bụng bự á thì ông ăn bụng bự đi, tụi con không có liên quan. Ta phải ăn thịt ngươi. Chỉ chờ có như đó thôi. Lựu đạn tiêu xanh. Bây giờ thì mình có lý do để bị dí chung rồi. Yeah, mình không ngờ là mấy bạn chia lại vậy luôn á. Chúng ta không có cách nào để đánh lại nó đâu. Nó bá đạo quá, miệng bự mà răng cũng bự nữa. Hay là mình nghĩ cách ăn thịt con quái vật đó luôn đi, dù sao nó cũng là hamburger mà.
mà mình á thì cũng thích hamburger. Hamburger không rau luôn á. À, có khách rồi. Bạn phải kêu thêm một con quái vật nữa để đánh nhau với nó. Chỉ có cách này thôi ạ. Đúng rồi, thiên địch của thức ăn là rau xanh. Đi nhanh, không còn thời gian nữa đâu. Muốn ăn bụng bự đâu có dễ như vậy. Hai ta tự thủ với người. Xong lên tới to. Lên. Lên. Yeah. Oh, đẹp lắm. Như vậy tiêu rớt chúng không có nhiều đâu. Coi mình nè. Không muốn kêu con quái vật rau xanh lên chút nào. Rau không thôi là đã đáng sợ rồi. Quái vật rau xanh nghe thôi là đã kinh dị luôn á. Thôi kệ, chơi tới luôn. Miệng có thứ đánh nhau với con ngoài kia là được rồi. Nhân danh bụng bự, bạn thân của đốm và tay to, ta chịu hồi ngươi. Thích con gì thì lên con đó đi, ta không quan tâm. Miễn không ý quên, miễn mạnh là được rồi. Hả, con bé bụng bự đó xong chưa? Thôi xong rồi, băng cái cửa luôn rồi. Kỳ này, ba mẹ giờ là nát đít luôn. Lại quen lên, ít nhất thì mình cũng không bị ăn thịt bởi một cái bánh hamburger nhảy tưng tưng trên đường. Chịu thua đi tên kia, thứ nhiều dầu mỡ như ngươi không thắng ta đâu. Nhiều dầu mỡ nhưng mà ăn ngon, ai rồi cũng phải béo phì mà thôi. Nói nhiều làm gì? Đồ trơ trẹt. Mì làm như mì ngon lắm, cái đồ tinh bột lúa mạch. Ủa, hình như cái đá tốt mà. Tớ không quan tâm, ăn ngon là được rồi. Ăn rồi ăn nhanh hoài, hiện chi cái bụng tròn quay. Mày múc béo phì cho bà coi. Tụi bay ồn ào quá, ăn thật tụi bay luôn. Nhất trí, xử lý tụi nhiều chuyện rồi cắn lộn tiếp. Rồi, yeah. Chị ơi, cô cây Mentos, cái đó là vũ khí sinh học của học sinh. Tất cả cúi xuống, bom cô cây Mentos hủy diệt đây. Yeah. Yeah. Chết rồi, mấy cái cánh cửa nhà hư rồi. Điều kinh dị nhất là khi ba mẹ về nhà. Mềm mình là nát đến luôn á. Đẹp quá à. Phong cảnh tuyệt đẹp. Hả? Đúng là xứ sở thần tiên. Cuối cùng chúng ta cũng đến được xứ sở thần tiên rồi. Cảnh đẹp như vậy, ước gì mình có máy chụp hình để chụp lại. À, có thiệt luôn hả? Hay quá, vậy để mình thử xem sao. Ước gì con có một đôi bông tai thiệt là đẹp. Có luôn kìa. Vậy là nó đây, mọi điều ước sẽ trở thành sự thật. Đúng là ly kỳ mà. Vậy chúng ta tha hồ ước đi. Không được, không được. Tại sao vậy đốm? Ba mình nói, rồi xứ sở thần tiên này, mọi điều ước sẽ trở thành sự thật. Tụi mình biết điều đó rồi. Nhưng nếu bạn ước một điều, thì bạn sẽ bị một lời nguyền. Lời nguyền? Lời nguyền đó là gì?
mình cũng không biết nữa. Lời nguyền gì cũng được, nhưng mình đói lắm rồi. Hãy cho mình thật nhiều bánh su kem. Ôi ngon quá à. Mình nói mà hai bạn không nghe, có chuyện gì thì đáng chịu đó nha. Mình biết rồi. Ngon đó. Ôi no quá. Ai kêu bạn ăn quá trời luôn. Mình không đi nổi đâu. Hay mình ngủ tí thức dậy sẽ đi tham quan. Lại ham ngủ. Bụng bự. Mình không đợi bụng bự được. Trời tối làm sao tham quan. Đâu mà đóm, bạn đâu rồi? Đóm ơi. Đóm ơi đóm, bạn đâu rồi? Cô mẹ đang yêu. Bà đói quá. Ôi bà lão đáng thương quá. Ta đói quá. Con có cái gì cho ta ăn không? Ôi, con vừa ăn hết cái bánh rồi. Đã mấy ngày nay ta không có gì ăn nên ta đói quá. Đây là sứ sở thần tiên, chỉ cần bà ướp là sẽ có thức ăn ngay mà. Nhưng mà ta đã sử dụng quá nhiều nên bây giờ không ướp được nữa. Vậy nếu không có bánh, vậy con có thể ướp giúp ta một ít thức ăn để ta ăn mà có sức đi ra khỏi khu rừng được không? Dạ không được đâu. Sao vậy cô bé? Nếu cô ướp bánh cho bà, cô sẽ bị một lời nguyền. Không được, thôi con đi đây. Đông ơi, bạn đâu rồi? Đông ơi Đông. Lời nguyền sẽ bắt đầu từ cô bé này. Đốm ơi Đốm, bạn đâu rồi? Trời mưa sao? Tiêu rồi, kỳ này ướt hết rồi. Ôi, là bánh, hay quá. Mình khỏi ướt cũng có bánh ăn. Ngon quá, ngon quá. Tai to, bụng bự đâu rồi? Không chịu đi thì biết bây giờ mới tham quan hết cái xứ sở thần tiên này chứ. Cứu, cứu mình với Đốm, Đốm ơi. Là tiếng của Tai to. Cứu mình với Đốm ơi. Cứu mình với Đốm ơi. Không lẽ bạn nó bị mắc lời nguyền? Ôi, thoải mái quá, hết sợ mưa bánh rồi. Nhưng mà bạn không thể ngâm mình dưới nước hoài được. Vậy làm sao để xá được lời nguyền bây giờ hả Đốm? Chính sự ích kỷ của Tai to làm bạn bị mắc lời nguyền. Do đó Tai to phải biết yêu thương, giúp đỡ những người khác thì sẽ khỏi. Vậy làm sao để được điều đó? Thì bạn ước cái gì đó cho Đốm đi. Đừng có dụ mình. Không lẽ ước nữa mà hóa giải được lời nguyền hả? Không chịu thì thôi. Mình đi đây. Nè 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 nè, Đốm đi đâu vậy? Sao bỏ mình ở đây? Bạn bè gì mà không giúp đỡ nhau vậy hả? Chán quá à. Sao không ai đi ngang qua để mình giúp đỡ hết vậy? À, cứu rồi, cứu. Có chuyện gì vậy? Ăn rồi, đôi thẻ mũi của mình ngâm dâm. Đúng vậy, trong khu rừng này không có con heo nào ngon cho ta ăn. Ta đang thèm. Ngươi không được ăn thịt bạn của ta. Vậy giờ ngươi hả? Ngươi đang bị lời nguyền kìa. Sớm muộn gì thì cũng bị bánh đè bẹp cho mà coi. Tay to, chạy đi. Tên này ghê lắm. Ăn đi giết chết cả sư tử và chó sói luôn đó. Hôm nay ta đang vui nên ta chỉ giết một trong hai đứa. Ai sẽ chết đây? Nếu vậy thì giết ta đi. Ta sẽ chết thay cho bụng bự. Tay to hy sinh vì mình hả? Đúng là bạn tốt mà. Cảm động quá đi. Mình đã bị lời nguyền. Không chết thì cũng bị bánh đè chết mà thôi. Vì vậy hãy để cho mình chết. Bụng bự hãy chạy đi. Gặp Đốm nhớ bảo Đốm chạy trốn nha. Bạn đúng là người bạn tốt.
À sẽ chết đây. Ước gì hắn bị dấp cục đá té u đầu để khỏi ăn thịt mình. Đá đáng ghét. Đốm. Hả? Đốm. Đốm nè. Dám mù tụi mình hả? Mình giỡn chút thôi mà. Phải cho đốm một bài học mới được. Đúng rồi đó. Mình cho bánh đè chết đốm luôn. Chết nè. Chết. Đừng mà. Chết nè. Đốm là bạn xấu. Mình đâu có xấu đâu. Mình bị nạn, bạn không giúp đỡ mà còn ruột tụi mình nữa. Vậy không phải là bạn xấu hả? Nếu mình không giả làm kẻ xấu, ta ta không hy sinh về bụng bự thì làm sao hóa giải được lời nguyền? Mừng quá đi, mình thoát khỏi lời nguyền rồi. Đúng rồi đó. Vậy là bạn cũng bắt tay với đốm dạ mình đúng không? Đâu có, mình cũng bị dạ mà. Vậy sao bạn nói đốm giết chết sói và sư tử? Tại lúc nãy đốm nó dạy mà. Ai nói cũng tin, bụng bự nhét còn hơn thỏ đế nữa. Thôi, hết giờ chúng ta tham quan rồi, tụi mình về thôi. Về thôi, ở đây ghê quá à. Mình cũng muốn về, ăn biết bao nhiêu là bánh. Kỳ này về, sẽ thành con heo như bụng bự mất thôi. Ủa, đốm nói là ai ước gì cũng bị lời nguyền. Nhưng sao chỉ có mình tay to bậy, còn mình thì không? Lời nguyền của bụng bự, đó là bụng bự ngủ một giấc hết một ngày, không được tham quan gì hết, còn được cái xấu xí ăn thịt nữa đó. Đó cũng là lời nguyền sao? Chứ sao? Lời nguyền thiệt là đáng sợ. Dù ở đâu chúng ta cũng sẽ có những lời nguyền, không chỉ ở xứ sở thần tiên. Nhưng chỉ cần chúng ta là người tốt bụng, biết yêu thương giúp đỡ người khác thì sẽ vượt qua tất cả mà thôi. Đúng rồi. Hồi xưa giờ rất tốt bụng, nó lúc nào cũng được mẹ nấu ăn ngon để ăn. Đây là bài học lớn của tụi mình, sau này mình sẽ biết yêu thương và giúp đỡ mọi người. Chúng ta về thôi. Mà trong xứ sở thần tiên có gì vui vậy đốm? Có một chú heo con, một con thỏ nhỏ và một kẻ bịt mặt. Tay to, chạy đi. Tên này ghê lắm. Thằng này giết chết cả sư tử và chó sói luôn đó. Mệt quá à. Chạy gì nổi nữa mà chạy. Thần tài ơi, con tận dụng chiếc xe đồ chơi được không ạ? Cũng được. Xài được cái gì thì cứ xài đi mấy đứa, xả láng luôn. Kiểu này mình thắng chắc. Mình nói mà, bạn chạy đường trường làm sao lại mình. Cuộc đua này mình thắng chắc rồi. Ở đâu có cái tủ vậy nè? Tao mới dời ra để tăng độ khó đó. Vạch đích ở ngay sau cái tủ. Còn không mau chạy đi, ở đó mà càm ràm. Sao đây ta? Tủ này không chui lọt ở dưới rồi, cũng không leo qua được. Vậy chỉ còn cách chạy vòng qua thôi. Leo tường cũng biết nữa hả? Sao cái gì cũng biết hết trơn trời. Trời ơi, mình đi được trên mọi địa hình luôn mà. Cái tủ này có lạ gì đâu. Leo qua tủ thì sẽ nhanh hơn, nhưng phải leo xuống nữa. Nếu mà chạy vòng nhanh á thì sẽ đuổi kịp. Kịp rồi, bây giờ mình leo xuống thì mình cũng đã đuổi kịp rồi.
Trời, không ngờ ốc xanh cũng can đảm ghê luôn á. Thấy dập đất rồi, đi lên, một xíu nữa thôi. Ôi không, văng mất cái bánh xe rồi, làm sao mà chạy. Thôi, cho cái tủ dừng lại, đừng có đè lên bạn của con. Khó khăn lắm mới được một điều ước, con không ước gì cho bản thân mình sao? Dạ không, đáng lẽ ốc xanh đã thắng nếu lọ muối không dở ra trước vạch đích. Ồ, còn gì nữa không? Con đã nhận ra mỗi người đều có ưu điểm riêng. Ốc xanh tuy chậm chạp nhưng leo tường rất giỏi. Đớm giỏi lắm, ta thưởng thêm cho con một cái bánh kem nữa nha. Bánh kem nhỏ quá, chỉ đủ mình con ăn thôi. Phải chi á, ông biến tay to nhỏ lại để cùng ăn nữa. Ý kiến hay lắm, vậy tất cả cùng ăn bánh kem nha. Trời ơi là trời, cái gì mà tập bài dài dữ vậy? Ủa sao mình dở vậy ta? Nghỉ tận 2 ngày lần mà. Xem màn hình, sáng mai làm tiếp là xong. Dở vậy hả? Xem hết hoạt hình này đúng nhớ làm bài tập đó. Nhưng mà mẹ, còn có phim hoạt hình mèo con thông minh nữa mà. Bài tập hồi chiều ai than phiền như núi vậy ta? Mẹ yên tâm, con nghỉ tận 2 ngày lần mà. Lại để nước đóng chân mới nhảy. Mẹ cứ yên tâm đi, con làm một loáng là xong ngay mà. Giờ đếm đi đá bóng, chút về xử lý mấy bạn sau nha. Mẹ ơi, con đi đá bóng chút xíu nha mẹ. Đếm, con làm bài tập xong chưa đó? Tí về con làm ngay mẹ, con đi nha. Bụng bự, rõ ràng hẹn đến đây đá bóng mà mẹ hay bài tập là sao vậy? Mấy bài tập này đâu có hiểu đâu. Giờ nào việc đó, bạn không nhớ quy tắc này hả? Mấy bài này dễ lắm, mình hướng dẫn một bữa nhanh rồi chơi bóng cũng được mà đúng. Tay to chỉ đi, mình chơi bóng trước đây. Đúng có sao không? Không chơi nữa, đá bóng chén òm. Mẹ ơi, có gì ăn không mẹ? Có rau câu dừa trong tủ lạnh đó con. Wow, ngon quá hả? Con làm bài tập xong hết chưa? Mai đi học rồi. Lát con làm. Ừ, ăn nhanh lên phòng làm bài, xong được chơi gì cũng thoải mái. Mẹ xem nào, con là siêu anh hùng. Bài tập là chuyện nhỏ, một loáng là xong ngay. Siêu nhân mà không làm bài tập thì cô phạt mất mặt lắm đó. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Rau câu dừa đúng là số 1. Đớm, làm bài tập đi rồi chiều ba mẹ đưa qua sinh nhật bà ngoại. Nào quá chừng luôn. Chừng bài đó hả? Làm chỉ một tiếng là xong ngay. Ngủ chút dậy làm bài cũng được mà. Đớm ơi, con đã thay đồ chưa? Mình đi qua nhà ông bà ngoại thôi con. Mau lên con, ba chờ dưới nhà kìa. Ủa, còn sớm rồi mà. Gần 6 giờ rồi. Hả? Vậy con ngủ từ trưa tới giờ hả? Con chết rồi. Đớm nói năng lung tung không? Thay đồ đi, ba mẹ chờ con. Nhưng con vẫn chưa làm bài xong. Con chưa làm bài tập. Con ngủ quên. Đớm, con hư quá, không đề nếp kỷ luật gì hết. Hôm nay ở nhà làm bài tập, không có đi đâu hết. Hôm nay ba mẹ phạt con ở nhà làm bài. Ba mẹ đi đây. Con biết lỗi rồi. đau bụng quá. Mẹ đâu rồi ta? Dở trông ngon quá vậy. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Sao ta? Mình muốn ăn dưa hấu. Đớm, sao con dám lấy dao? Mẹ đã dặn con thế nào? Dạ, tại con không thấy mẹ đâu hết. Con có biết trẻ con không được dùng dao không? Nó rất nguy hiểm.
Dạ, tại con đói bụng quá, con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ chỉ giảng giải cho đúng hiểu chứ không phải trách mắng con đâu. Để mẹ dọn cơm và xẻ dưa cho con ăn nha. Yeah, cảm ơn mẹ. Đúng đến rồi hả? Mẹ vào đi, có bụng bự nữa nè. Mình có mang thêm bánh khóm cho mẹ mình làm nè, ngon lắm đó. Yeah, bánh mẹ đốm làm là ngon nhất. Ăn xong bánh á, tụi mình chơi trò gì tiếp theo bây giờ? Hay là tụi mình đọc sách đi? Thôi, đọc sách dễ bị buồn ngủ lắm. Vậy thì tụi mình chơi bán đồ hàng đi. Nhưng mà chỉ chơi giả bộ hoài chán lắm. Mình cứ giả bộ ăn trong khi không có cái gì ở trong chén hết trơn. Chứ buồn bự muốn chơi cái gì? Mình cũng không biết nữa. À, mình biết rồi. Lần này chúng ta sẽ không chơi bán đồ hàng giả bộ nữa. Tụi mình sẽ dùng cây lá để làm thức ăn. Ý bạn là sao? Tụi mình sẽ lấy lá cây sắt nhỏ ra làm thức ăn. Vậy là có thức ăn trong chén, chỉ là không ăn được thôi. Nghe có vẻ thú vị hơn rồi đó. Vậy mình cùng chơi đi. Mình cũng muốn chơi thử lắm á. Vậy giờ tụi mình cùng đi hái lá cây đi. Xong, vậy bây giờ tụi mình cùng chơi thôi. Đốm làm đầu bếp, mình là phục vụ, bụng bự là khách hàng. Để mình làm khách hàng cho. Mình chỉ thích ăn thôi. Nhưng mà bây giờ mình dùng cái gì để cắt lá bây giờ? Đương nhiên là dùng dao rồi. Thôi, không được đâu. Mẹ mình nói trẻ con dùng dao rất nguy hiểm. Mẹ mình cũng nói vậy đó. Hai bạn và con trai mà nhát gan quá à. Đốn không dám dùng dao. Vậy để mình làm đầu bếp cho. Không phải mình nhát gan, mà là mình nghe hay là căn dặn của mẹ thôi. Vậy là bạn vẫn không dám dùng dao đúng không? Vậy cứ để mình làm đầu bếp cho. Mình leo lên cái ghế này, hai bạn giữ chặt cái ghế giúp mình nha. Nè, hai bạn thấy chưa? Có sao đâu. Tay tôi, cậu có sao không? Mình còn sống không vậy? Bạn còn sống mà. Thiệt là nguy hiểm quá, xém xíu là mình tiêu đời rồi. Giờ thì mình đã tin lời của đốm rồi. Chúng ta còn nhỏ, không nên sử dụng dao, như vậy sẽ rất nguy hiểm đó. Đốm, con có biết hôm nay ai làm bể lọ nước hoa của mẹ không? Con biết mẹ ơi, hôm nay con đi chơi cả ngày bên nhà bụng bự mà. Con là đứa trẻ hư, mũi của con sẽ dài ra khi con nói dối như cậu bé Pinocchio. Đốm, bạn đã làm xong bài tập cô giao về nhà chưa? Đương nhiên là xong lâu rồi. Dễ ẹc à. Mũi bạn sao vậy đốm? Có gì đâu, bạn nhìn nhầm rồi đó. Là do đốm làm hư phải không? Không phải mình. Đi tìm người lớn hỏi đi. Không, mình không còn hỏi người lớn đâu. Mẹ ơi, sao vậy con? Mẹ ơi, con xin lỗi. Chuyện gì? Nói cho mẹ nghe nào. Hôm qua con đã vô tình làm rơi lọ nước hoa của mẹ. Con đã nói dối. Mẹ ơi, cho con xin lỗi. Con biết lỗi rồi. Từ nay về sau con hứa sẽ ngoan, không nói dối nữa đâu ạ. Đốm ơi, ra đi học nè. Con kìa mẹ, con đi học. Đợi mình về. Đợi mình.
bự ơi, cho mình xin lỗi nha. Hôm qua mình làm hư đèn xe đồ chơi của bạn mà lại im lặng. À, cái đó tới nhờ bố dán lại rồi, không sao đâu. Mình làm xong bài tập cô giao rồi nha. Dễ thiệt á, mình không nói dối đâu. Mình thật may mắn, mọi người xung quanh mình thật tốt. Mình sẽ ngoan, sẽ ngoan. Xòe bàn tay, đếm ngón tay, một anh bé trông thật đến hay. Cả nhà vui, ai có việc là anh giúp luôn không ngồi yên. Bác bầu vàng ơi, bác bầu vàng. Cái gì đi ta, có phải bánh ăn được không? Mình nên làm gì bây giờ? Ừ. À, mình mang ra công viên hỏi các bạn luôn. Đúng, giờ đi chơi đá cầu với tụi mình nè. Mình nhặt được cái hộp nhỏ này rơi trên đường á. Vậy bạn có biết ai làm rớt chiếc hộp không? Cô giáo dạy nhặt được cú rơi thì phải trả lại cho người đó. Ừ, của bác bò vàng. Nhưng bác chạy nhanh quá, mình gọi không kịp. Không biết cái gì bên trong, chúng ta mở ra xem đi. Chắc sẽ là bánh đó. Mà bác ấy mất có mỗi cái hộp nhỏ vậy, chắc không sao đâu ha. Bụng bự nói phải quá ha. Tụi mình mở ra xem đi. Ôi, pháo à. Phen này thì không biết nói sao với bác bò vàng đây. Mình thấy người ta đốt pháo hoa lên đẹp ơi là đẹp luôn. Mình chơi thử trò này đi. Phải đó, ta to sợ gì, mình dùng hết, sao bác bò vàng biết được. Ơ kìa, bò vàng, sao em lại khóc? Hộp pháo hoa của ba mua không biết đâu mất tiêu. Ba nói mình lấy nên đánh mình. Bò vàng thành bò đỏ luôn rồi kìa. Ê, vậy đó là hộp pháo hoa đốm đã nhặt được đúng không? Ờ, chắc là hộp đó đó. Sao? Các anh nhặt được hộp pháo hoa của ba em hả? Các anh nhặt được đồ của người ta làm rớt, sao không trả lại? Ba em nói như vậy là xấu lắm. Tụi anh biết lỗi rồi. Tụi anh chỉ định chơi một tí thôi mà. Các anh chơi một tí mà cái mông em đỏ như vậy nè. Chứ, vậy khi nào mình đem trả lại, bác ấy sẽ đánh cái mông của tụi mình đỏ còn hơn màu vàng nữa đúng không? Ừ, đúng rồi đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Bác không trách con đâu. Con biết trả lại đồ cho người đánh rơi là điều tốt. Chỉ có điều sau này nhặt được của rơi thì nhanh chóng trả lại, đừng lấy đồ của người khác, vì có khi những đồ vật đó rất quan trọng đối với họ. Dạ, con biết lỗi rồi. Mai mốt nếu nhặt được của rơi, con sẽ trả lại ngay ạ. Đớm giỏi lắm. Sao tự nhiên có cảm giác bẻ theo dõi vậy ta? Ai đó? Kỳ ta, hồi nãy mới thấy ai ở trong đây mà. Trời ơi, kinh quá, ghê quá à. Thôi, ra khỏi đây thôi. À, quái vật, trên đời này có ai nghĩ sai vậy đâu? Cô giới. Ê, đớm, dậy đi. Làm gì mà la dữ vậy? Bộ quên tôi rồi hả?
Ủa, tôi quen bạn hả? Trời ơi, tôi nè, nồng nọc nè. Sao ke, bạn là nồng nọc mà. Nồng nọc làm gì có tay chân. Dốt quá à. Bộ bạn không biết nồng nọc tiến hóa thành ếch hả? Ếch mẹ đẻ ra trứng, trứng khi nở không thành ếch con ngay, mà nở ra nồng nọc. Nồng nọc sau khi lớn thì mọc thêm tứ chi và trở thành ếch khi trưởng thành. Nhưng ếch thì ở dưới đất và nước thôi, chứ sao lại lên cây được? Bởi vì mình là ếch ở trên cây nên gọi là ếch cây. Dòng họ nhà mình có nhiều loại lắm. À, giờ thì mình nhớ ra rồi. Nồng nọc cũng thích cái trò hù người khác đúng không? Hù. Đúng rồi, vì chúng tôi là một mà. Nhưng ngó vậy mà đớm nhát gan quá ha. Tại vì mình cứ tưởng là kẻ xấu, không nghĩ ếch cũng biết leo cây. Nồng nọc, bạn khỏe không? Bữa giờ bạn đi đâu vậy? Mình có đi đâu, mình biến hóa thành ếch đó. Nồng nọc là tên mình lúc nhỏ, bây giờ lớn gọi là ếch rồi. Hay quá ha, mình cũng muốn biến hóa vậy. Bây giờ đốm tên là đốm, vậy lớn lên bạn sẽ là gì ta? Thì vẫn là đốm thôi, vì mình không giống bạn. Đốm chỉ có lớn lên chứ không thành cái khác, chỉ có một vài loài biến hóa thôi. Ví dụ như bướm là do sâu biến hóa, ếch là từ nồng nọc. Hay quá ta, vậy tụi mình mãi mãi là bạn rồi. Ê, có ai bấm chuông kìa đớm. Ờ, để mình chạy ra coi thử. Tôi là nhân viên sửa ống nước. Tôi nhận được tin nhà này bị hư ống nước. Ống nước để trong nhà hả? Để tôi vô sửa nha. Ờ, con biết nhà con bị hư ống nước. Để con gọi ba con nữa. À, đau quá. Nhưng mà không cần đâu. Giờ hành chính làm phiền người lớn là không có ngoan. Để tôi vô sửa cái ra liền à. Xin lỗi chú, nhưng mà không có người lớn ở nhà thì con không cho phép người lạ vào nhà đâu. Tụi nhóc bây giờ tinh vi quá. Hồi nhỏ em mở cửa cho thợ sửa ống nước vào hoài có sao đâu. Chứ sao nữa, nhìn mặt ngươi gian quá mà. Tới ta còn không muốn tin nữa, nói chi là tụi nhóc. Em là sói, mặt em đâu có được đẹp trai như sếp đâu. Thôi được rồi, lần này để ta ra tay. Cốc, 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 vào bánh pizza đây, có ai ở nhà không? Tới liền, nơi đâu có pizza là nơi đó có bụng bự. Nhưng mà nãy giờ đâu có ai kêu pizza đâu. Rõ ràng là địa chỉ này mà. Nếu mà tổng đại lộn thì cái pizza này miễn phí, ai mấy đứa tính sao? Còn tính sao nữa, chú cho tụi con thỉnh cái bánh nha. Bụng bự này thiệt tình á, bộ không nhớ là không được ăn đồ người lạ đưa hay sao? Thôi, lỡ rồi, đâu phải lúc nào cũng được ăn đồ miễn phí đâu. Ê, bị sao vậy bụng bự? Chúc mừng các bé đã ăn trúng pizza trúng thưởng thuốc ngủ. Thì ra là kẻ xấu các ngươi. Các ngươi muốn gì đây? Tất nhiên là cướp rồi. Thôi tiêu rồi. Tất cả đã bị bao vây. Đám mây, chẳng phải ngươi đã bị nhốt ở hành tinh tím rồi sao? Hôm nay ta sẽ trả thù ngươi dám nhốt ta trong chiếc túi hôi rình, làm ta bị viêm mũi.
Có lẽ bàn tay to của ta lâu ngày quên giặt thôi mà. Ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ dốt ngươi vào hũ mắm tôm thơm hơn nhiều. Ngươi đừng nói nhiều vậy hắn, cho hắn nếm mùi đi. Các ngươi tưởng ta sợ các ngươi hả? Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi chiêu thức mới của ta. Sợ chưa? Cam ngọt đó. Hả? Ngươi không sao hả? Chỉ vậy mà cũng đòi bắt ta. Mấy, cho nó biết tay. Để ta. Làm sao đây? Mình thử vậy. Trò này vui đó. Nói không sao, cha mẹ ơi tiêu rồi. Có sao không? Ta không xong rồi. Người hãy tiêu diệt đốm trả thù cho ta. Đốm kia, hôm nay ta sẽ bắt ngươi trả giá. Không lẽ mình chết như vậy hay sao? Đừng suy nghĩ nhiều, hãy nạp mạng cho ta. Làm sao để đối phó với đám mày bây giờ? Nó mạnh quá. À, có cách rồi. Đám mày kia, không thì đi theo ta. Ngươi chạy đi đâu vậy? Cái phòng nghiên cứu của ba. Mình nhất định sẽ có bảo bối để tiêu diệt đám mày quái ác này. Ngươi định vào phòng nghiên cứu của ba ngươi à? Sao ngươi biết? Ngươi sợ hả? Trong phòng nghiên cứu của ba ta có rất nhiều bảo bối. Ta sẽ dùng chúng tiêu diệt ngươi. Không được vào đó. Dùng người để tiêu diệt đám mày bây giờ. Dùng thiên thạch ném hắn thử coi. Để xem ngươi còn chiêu gì nữa không. Không được rồi, phải tìm cách khác thôi. Cái gì đã cướp ta? Dâm nhốt ta trong cái cuốn này à? Mau thả ta ra. Chỉ còn cách là nhốt nó lại thôi. Kẹo cao su khổng lồ. Mình phải có cách nhốt đám mây lại rồi. Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết đây. Kẹo cao su thần kỳ. Mấy thứ trẻ con này mà định nhốt ta? Hả? Nó định làm gì vậy? Xem đi. Hả?
Thế nào? Cái răng của ngươi làm gì mà mùi ghê quá vậy? Ta chỉ xỉa răng sâu của ta thôi. Nói ra. Thôi đủ rồi, tới lượt ta ra tay đây. Mưa bão cuốn phong. Ba mẹ ơi cứu con, mẹ ơi cứu con. Con tỉnh chưa đốm? Mẹ, mẹ cứu con mẹ ơi. Mẹ đây, mẹ đây. Sao ba lại tưới nước con? Con còn hỏi nữa sao? Chuyện gì vậy ba? Con nhìn xung quanh đi. Hả? 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 Sao lại ra như vậy vậy ba? Con không nhớ thật à? Là đám mây đen hung ác vào đây đó ba. Con chiến đấu với nó. Chứ không phải là con đã ném thiên thạch vào ba hay sao? Con hả? Là ba chứ không phải đám mây sao? Mẹ sao vậy? Con xuống phòng khách thì sẽ biết. Là người máy đó ba. Chứ không phải là con đã ném chuối cho mẹ con té hay sao? Đốm, con làm sao vậy? Thì ra là ba mẹ chứ không phải là đám mây và người máy hả? Mẹ đã dặn là không được uống rượu của ba con. Con dám lén lấy uống nên mới gây ra ảo giác như vậy. Con xin lỗi ba mẹ. Lần này ba phải phạt nặng con mới được. Ba ơi, con biết lỗi rồi. Từ nay về sau con không dám lấy rượu của ba uống đâu. Uống rượu không tốt cho sức khỏe. Em thấy anh cũng nên bỏ uống, bỏ nghiên cứu nó đi, chẳng có lợi ích gì hết. Được rồi, anh sẽ bỏ rượu luôn. Lần này hai cha con đều có lỗi đó nha. Nên hai cha con phải dọn dẹp lại nhà cho sạch sẽ. Con mời mẹ. Ủa, còn một ít nè đốm. Hay con uống luôn đi. Dạ thôi, con sợ lắm rồi. Thôi. Chuyện gì vậy đốm? Ba coi nè. Từ phòng thí nghiệm. Sao vậy anh? Có lẽ là đốm đã làm dở lọ thuốc anh đang nghiên cứu ở trên đó. Nó tràn tới đâu sẽ hủy những món đồ bằng kim loại và bằng nhựa hết. Phải làm sao bây giờ ba? Bây giờ chúng ta phải lấy những mảnh gỗ để chặn dung dịch này lại. Không để nó tiếp tục chảy phá hủy đồ đạc của chúng ta nữa. Rồi ba sẽ suy nghĩ cách để tiêu diệt nó sau. Con sẽ làm ngay. Chiến binh đốm, dũng cảm gan dạ, bảo vệ gia đình. Để mẹ của chiến binh phụ cho chiến binh nha. Ba ơi, bức tường sắp chịu hết nổi rồi đó. Sao giờ ba? Dòng dung dịch này nếu tràn ra ngoài, nó sẽ phá hủy cả thành phố này mất. Nguy hiểm quá. Làm sao để cứu thành phố này bây giờ hả ba?
Cũng tại con không nghe lời, lấy rượu uống, quậy phá lung tung nên mới như vậy nè. Đớm biết lỗi của mình rồi mà mẹ. Giờ làm gì để cứu thành phố này? Đớm sẽ làm mà. Có cách chưa bà? Bây giờ có một cách mà không biết là con có chịu làm hay không. Cách gì đớn cũng làm để cứu thành phố này. Con trai ngoan, nhiệm vụ của con là này chỉ có hũ rượu thần của ba nghiên cứu mới tiêu diệt được nó thôi. Nhưng tiếc là con đã uống hết nó rồi. Vậy là hết cách rồi hả ba? Vẫn còn cách. Cách nào ba? Vì con đã uống hết hũ rượu thần đó nên chắc chắn trong nước mắt của con sẽ có rượu thần. Con hãy khóc thật nhiều nước mắt xuống dung dịch xanh này thì sẽ tiêu diệt được nó. Có được không anh? Từ nay con còn nghịch phá những thứ mà người lớn không cho phép nữa không? Đớn không dám đụng vào nữa. Mẹ hẻo quá. Người cứu đây. Cứu đây cho ta. Chỉ cứu được lần này, không chắc cứu được lần sau nếu như con còn nghịch dại như vậy nữa. Không dám có lần sau đâu. Từ nay, đồ gì của ba mẹ không cho, đớm không dám lấy nữa. Đớm hứa. Vậy giờ chúng ta cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa. Để ba lên phòng thí nghiệm xem như thế nào. Đớm đi với. Đớm. Hả? Ui da. À, đau quá. Ba đã nhắc mà đốm không nghe. Làm hoa lan nướng là hết ý. Ê ê ê, ở đâu mà tự nhiên ăn vậy? Của tôi chứ bộ, ai cho mà ăn? Đói bụng quá à, cho miếng đi. Nguyên cả rổ bạn cũng đâu ăn hết đâu. Không, khoai này ở trên giường nhà tôi là của tôi không cho ai hết á. Chửi đừng hòng đụng vào khoai của ta. Mỗi rổ có 4 củ khoai, 2 rổ là 8 củ. Nhiều quá. Bây giờ mình nhóm lửa nướng khoai thôi.
đây là khoai lang của tên ích kỷ phải không? Chắc với bắp luôn á. Hả hả, tớ ăn bắp chứ không phải ăn khoai lang hả? Bắp gì mà bắp, khoai kìa, ăn đi. La 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 la. Chết rồi, chết rồi. Chúng nhanh, chúng nhanh. Hồi nãy có 8 củ khoai, bây giờ còn có 7 củ. Bạn xí hết một củ rồi đúng không? Ủa, sao bạn biết 8 củ? Thì mỗi rổ có 4 củ, 2 rổ là 8. Ai nói? Đếm với bàn tay ra, mình đếm cho coi. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Đúng không? Cái ngón này là 4 nè, nhớ nha. Đúng đúng. 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè. Thấy chưa? 4 cộng 4 có bằng 7 thôi à. Đúng số khoai rồi còn gì. Ủa? Sao kỳ vậy? À, thì ra mấy bạn lừa mình. Dễ bị dụ quá à. Được, hẹn mấy bạn ngày mai mình sẽ trả thù. Alo, đớm hả? Có tay to ở đây chơi luôn nè. Hả? Ok, đớm gọi hả? Đớm nói gì vậy? Đớm vừa tuyên chiến với anh em nhà chuột chuỗi đó. Ngày mai, ba đứa mình cùng quậy nhà chuột chuỗi một trận luôn. Nghiêm! Nghiêm! Tay to, hãy cho tôi biết loài chuột chuỗi có những đặc điểm gì? Chuột chuỗi là loài chuyên đào hang sống dưới đất, khứu giác, xúc giác rất nhạy bén để phát hiện thức ăn và nhận biết đồng loại đó. Nhưng thị lực rất yếu, phải sống trong tối nên bị thoái hóa. Tốt lắm, chúng ta sẽ dựa vào điểm yếu này để lên kế hoạch tác chiến trong vườn, gom chúng lại và đánh bại một lần. Kế hoạch tác chiến trong vườn là sao? Vì chuột chuỗi có thị lực yếu nên tụi mình sẽ đặt bẫy lưới ở dưới đất, dụ chúng vào, chờ tín hiệu của bùm bự, mình về tay to ở trên cây kéo lưới. Vậy là chúng ta bắt hết cả đám luôn. Đường này đúng không? Chính xác, chính là nhà này nè. Tấn công anh em. Ê, phải lấy nước kìa. Ê, ăn một mình luôn hả? Đâu có đâu, còn quá trời khoai kìa. Của mình mà đến đâu cả đám rồi, kéo đi đó. Thành công rồi, chính được cả đám luôn. Yeah. Bộ không biết nhà chuột chuỗi này có bộ răng rất sắc hay sao hả? Ôi không, dây thừng nó bị cắn đứt, bọn nó chạy rồi kìa. Khá lắm, bọn ta sẽ bắt tên bụng bự này làm con tin. Muốn cứu tên này thì mau mang khoai lang tới hang chuột chuỗi để cống nạp. Ôi không, bình tĩnh, bỏ mình ra, mình phải đi cứu bụng bự. Bình tĩnh, bụng bự mập như vậy chắc chắn bọn chúng không đi xa được đâu. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Phải lên kế hoạch đánh cắp tù binh. Tụi nhỏ hôm nay lại phá cái gì nữa vậy ta? Nướng khoai thơm như vậy nè, chắc chắn được chuỗi phải mò ra thôi.
Mùi khoai lang nướng ở đâu mà thơm quá vậy kìa. Ê ê ê, đang tìm cái này phải không? Đuổi theo. Ráng cứu bụng bự như ta tho. Mình đã dụ bọn nó đi hết rồi. Rút ráng chạy xa nha. Mình sẽ cứu bụng bự ra. Đây có phải là mấy đứa nhỏ nhà anh không? À, ừ, đúng tụi nó rồi. Thiệt làm phiền anh quá. Ba ơi ba. Không có sao, mấy đứa em nhà tôi cũng phá tưng bừng à. Tụi con sợ quá à. Có gì đâu mà sợ. Chuột chuỗi là loài hiền lành. Ba và chú to bự ở đây là bạn từ hồi nhỏ rồi, nên không còn lạ gì nữa. Tại con ích kỷ, không chia khoai lang cho mấy bạn chuột chuỗi. Chuột chuỗi là loài sống dưới đất, nhờ việc đào bới đất thường xuyên, cho nên đất mới tươi tốt, mới trồng được nhiều khoai lang. Vậy trồng được khoai lang cũng có công mấy bạn chuột chuỗi hả? Đúng vậy đó con. Vậy từ nay mỗi lần có khoai lang nướng, đớm mời cả nhà chuột chuỗi qua ăn chung nha. Cấp cứu, tàu chúng tôi gặp sự cố ở khu vực hệ mặt trời. Cấp cứu, tàu chúng tôi gặp sự cố ở khu vực hệ mặt trời. Ba ơi, sao còi lại kêu in nổi vậy ba? Có tín hiệu SOS từ ngoài không gian. Tín hiệu SOS là gì ba? SOS là tín hiệu cấp cứu. Khi ai đó gặp nạn, họ sẽ gửi tín hiệu SOS đi, mong nhận được sự trợ giúp. Ồ, vậy chúng ta phải đi cứu người bị nạn thôi. Tín hiệu được phát ra từ ngoài không gian. Chúng ta sẽ đi bằng tàu vũ trụ. Oh yeah. Nguy hiểm quá. Hệ thống điện bên đó đã tắt hoàn toàn rồi. Vậy chúng ta phải làm sao? Kéo về trái đất sửa chữa luôn. Ba hay quá, bốc thành công rồi. Bây giờ tiến thẳng về trái đất. Trái đất thẳng tiến. Chết rồi, ba chợt nhớ ra, chúng ta không thể tiếp đất an toàn cho cả hai con tàu được. Lực hút trái đất sẽ làm cả hai con tàu va chạm vỡ tan tành. Vậy chúng ta phải làm sao? Không sao, chúng ta sẽ làm được. Chỉ cần kéo phanh thắng trước khi tàu tiếp đất là được. Ba cứ lái tàu, phanh thắng để cho con. Được, ba tin tưởng ở con. Đúng, tới lúc kéo phanh rồi. Thành công rồi. Ô,
cảm ơn các bạn đã tới cứu nha. Không có gì, thật may mắn khi bạn không sao. Nhưng con đầu thì không may mắn như vậy. Bạn đừng lo, chắc chắn ba mình sẽ sửa được mà. Mình là Đốm. Mình tên là Nắng, rất vui được biết Đốm. Đốm Đốm, hồi nãy mình thấy hai trái thiên thạch bay về phía nhà bạn luôn á. Có ai bị thương không? Không phải đâu, ba mình vừa kéo tờ không gian bị nạn của bạn Nắm đi về đó. Không ổn rồi, máy móc bị hư nhiều thứ quá. Không sống rồi, lỗi năng lượng bị nóng quá rồi. Không có lỗi năng lượng này thì chắc chắn mình sẽ không về nhà được. Đừng quá lo lắng, chúng mình sẽ giúp bạn sửa lỗi năng lượng mà. Đúng vậy, vui vẻ lên là sẽ giải quyết được. Vui vẻ lên sẽ giải quyết được mọi việc. Cảm ơn các bạn đã động viên. Muốn sửa lỗi năng lượng cũng được, nhưng mà hơi khó đây. Ba cứ nói, tụi con sẽ giúp hết sức luôn. Được, tinh thần như vậy là tốt lắm. Đầu tiên, phải làm mát các chi tiết máy trong lỗi. Nhà bác Bò Vàng có một cái tủ lạnh lớn, mấy đứa qua đó nhờ bác đi. Dạ, tụi con lên đường liền. Trái đất của các bạn đẹp quá à. Đánh đường, đánh đường. Trời ơi, bác Bò Vàng trên xe kìa. Hình như xe bị đứt thắng đó. Sao biết được hay gì đó? Có kinh nghiệm mà. Không cản trở lại là bác Bò Vàng đâm vô vách núi đó. Để cho mình. Thử mới biết chứ. Hay quá, chặn được rồi. Đợi xíu, hình như có con gì giống khúc gỗ nè. Đem nó đây. Con sao dễ... Sao con này nó tỉnh queo? Nó đã hít phải khói đen của các nhà máy. Làm sao chặn nó lại đây?
hãy dùng năng lực của cháu đi. Cẩn thận. Sao em có linh cảm không tốt cho thằng Đốm? Hey!
Y đầy làng mình tiêu là cái chắc. Thôi xong rồi. Tất cả bình tĩnh. Hãy gọi người đó ra đây. Người đó là ai? La 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 la. Có cả cái voi bơi dưới đất nữa không? Thiên nhiên đầy những thứ mà con chưa biết đâu. Trời ơi, nó nuốt hết luôn rồi kìa. Chưa tới phần hay nhất đâu. Wow, hùng vĩ quá. Wow, đẹp quá. Tay của cháu sao rồi? Vì con trai cô là người nắm giữ quyền năng của thiên nhiên. Trái đất từ xưa đã được mẹ thiên nhiên nuôi dưỡng. Mẹ thiên nhiên cho năm nguyên tố cơ bản để phát triển. Mẹ cho nước để uống, cây cối để hít thở trong lành, lửa để xua tan đêm đen, đất đai để sinh sống, và kim loại để con người phát triển. Nhưng con người không hề biết quý trọng thiên nhiên. Họ dùng những robot để khai thác thiên nhiên. Không may, robot nổi dậy, chúng tấn công con người. Ý ông nói là con người và thiên nhiên đã gặp nguy hiểm. Chính xác, nhưng vẫn còn hy vọng. Đó là con đố đốm. Thằng đốm nó biết ăn ngủ thôi chứ hy vọng cái gì. Vì sức mạnh của các nguyên tố thiên nhiên đang ở trong người của con đố đốm. Vô lý, không thể nào. Ba mẹ có chồng. Nó đã bị điều khiển rồi. Đúng vậy, thằng nhóc này có sức mạnh thiên nhiên, sức mạnh mà ta đang cần. Lùi lại. Mẹ, mẹ ơi, trả mẹ lại đây. Mẹ, mẹ. Mẹ ơi, trả mẹ lại đây. Trả mẹ tôi lại đây.
Chuyện này ghê lắm nè. Thì ra thành phố của mình bị robot phá nát nên bạn mới trốn ra đây hả? Ừ, còn bạn thì sao? Từ đó, mình đã luyện tập rất nhiều để kiểm soát được năng lực thiên nhiên. Ê, có lần mình nhìn thấy một tên giống y chang như đốm kể vậy. Ở đâu? Ở đâu? Ở núi Nghiên. Đốm ăn xong thì ngủ trưa nha. Ba mẹ đi công việc, chiều ba mẹ về. Ba mẹ đi công việc về vậy? Ba mẹ đi gặp chú Báo Hồng để bàn chuyện kinh doanh. Chú Báo Hồng có bộ lông màu hồng hả ba? Không, chú ấy có bộ lông vàng và đốm đen. Vậy tại sao lại có tên là Báo Hồng? Đốm à, tên có thể đặt bởi nhiều lý do, không phải do đặc điểm của hình thể. Vậy sao con tên là đốm? Bởi vì ba mẹ thích như vậy. Ba mẹ bạn tay to và bụng bự cũng như vậy đó thôi. Con hiểu rồi, vậy ba mẹ gặp chú Báo Hồng ở đâu? Ở một quán cà phê trong thành phố. Vậy chú ấy đi xe gì đến nhà mẹ? Sao hôm nay đốm hỏi ba mẹ nhiều quá vậy? Dạ, sáng nay cô dậy, muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học đó ba. Ồ, đốm của bà giỏi quá, biết vận dụng bài học như vậy là tốt. Dạ, con cảm ơn ba, vậy tí nữa mấy giờ ba mẹ đi? Ăn cơm xong, mẹ rửa chén rồi sẽ đi. Tại sao mình phải rửa chén hả mẹ? Thì mình phải rửa chén mới có chén sạch để sử dụng tiếp. Vậy tại sao mình phải rửa liền mà không để tí nữa rồi rửa? Nếu không rửa ngay thì sẽ có nhiều vi khuẩn trên chén. Vậy con vi khuẩn nó tên gì vậy mẹ? Thôi thôi, đốm ăn nhanh lên, chiều ba mẹ về rồi hỏi tiếp. Ây da, đau quá. Mình không chơi nữa đâu. Hả? Đang vui mà, chơi tiếp đi. Đúng là mập mạp nên lười biếng mà. Mà Bụng Bự ơi, tại sao bạn lại mập dữ vậy? Tại vì mập mới dễ thương, ba mẹ mình nói vậy á. Vậy có phải do mập nên mới lười biếng không? Mình không có lười, tại vì mình mệt nên mình không chơi thôi. Vậy là mập nên sẽ mau bị mệt. Sao bạn lại nói Bụng Bự như vậy? Bạn ấy giận rồi đó. Mình không biết nên hỏi thôi mà. Sao phải giận? Mà sao răng bạn lại to quá vậy? Vì mình là loài thỏ, răng cửa luôn to như vậy. Răng to vậy chắc phải tốn nhiều cây nánh răng lắm ha? Cũng không hẳn, mình chỉ dùng một lượng dừa thôi. Trời ơi, bạn nói chắc là miệng bạn sạch lắm vậy? Bạn thật là vô duyên. Mình cũng không thèm chơi với bạn nữa. Sao kỳ vậy ta? Ai cũng ghét mình hỏi đó.
đến về rồi hả con? Ủa, sao nhìn con buồn vậy? Các bạn giận và nghỉ chơi con rồi, con cũng chẳng biết tại sao nữa. Đốm thử kể mọi việc cho ba mẹ nghe xem nào. Đốm à, có những câu hỏi rất tế nhị mà chúng ta không nên nói ra vì sẽ khiến người khác buồn. Đôi khi cũng làm phiền người khác nữa. Con đã hiểu rồi, con phải tập nói và tập hỏi lại thôi ba mẹ, vì đốm lúc nào cũng muốn mọi người vui. Đốm à, xuống nhà ăn cơm với ba mẹ nè con. Dạ, con chưa đói. Đúng bữa phải ăn con à, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Dạ. Đốm, con sao vậy? Đốm không thích mấy món này hả? Dạ, không phải. Do chưa đói nên con không muốn ăn. Thôi, ba hiểu rồi. Khi nào đói bụng thì đốm nói ba mẹ bới cơm cho con nha. Dạ, con biết rồi ba. Đốm có đói bụng không? Để mẹ bới cơm cho con nha. Dạ, con không đói. Ừ, vậy thì đốm ăn chút dưa hấu đi nha. Con cảm ơn mẹ. Mệt quá, con chạy nổi nữa rồi. Sao hôm nay bạn nhanh mệt vậy? Không biết nữa, chắc là do từ sáng đến giờ còn chưa ăn cơm. Đốm đi tắm rồi xuống ăn cơm với ba mẹ nha. Dạ con biết rồi. Mẹ ơi, con muốn ăn thêm chén nữa. Hả? Trưa nay không ăn gì nên chắc bây giờ đói bụng lắm rồi. Nhưng ăn uống không điều độ và không đúng giờ thì không tốt cho sức khỏe đâu. Lâu lâu một lần, em cứ để cho con ăn thoải mái đi. À, đau bụng quá. Thấy chưa, giờ thì bị đau bao tử rồi đó. Đau bụng quá, ba mẹ ơi cứu con với. Kêu bác sĩ tới chích hai mũi là hết chứ gì. Không, con không uống thuốc đâu. Từ nay đến hứa sẽ ăn uống điều độ và đúng giờ. Ba chọc thôi, con chỉ cần uống thuốc tiêu hóa là được. Tham dự hội chợ ma thuật ở Vương quốc ma thuật. Hội chợ ma thuật được tổ chức mỗi năm một lần, bày bán nhiều loại bùa và phép thuật, có nhiều khuyến mãi cho quý khách vui lòng đến sớm. Các cửa hàng có thể đóng cửa bất cứ lúc nào. Tụi mình đi thôi, còn chờ gì nữa. Tụi mình cứ xây thời gian thôi. Nè cậu bé, cậu có muốn mua một chút bộ phép không? Bộ phép gì hả ông? Đây là bột tốc độ. Dạ đây.
Nấm đốm. Sao đốm lại ở đây? Mình mới từ hội chợ phép thuật đi đến á. Là sao? Mình không hiểu. Dài dòng lắm, không giải thích được. Nói chung, bạn có thích đi chơi không? Đi, đi. Đây. Thích phép tốc độ đó chứ. Quá đã luôn. Ông còn phép nào khác không? Lúc nãy chỉ là một phép căn bản. Cao cấp hơn có những phép có thể tàn phá cả một thành phố. Con có thể đỡ con gấu bông này được không ông? Tất nhiên là được. Món đồ nào với bọn ta cũng xài được hết. Wow, đẹp quá. Hết chi. Cái đó là bộ cường quá mà. Nó sẽ to lớn và chuyển động. Tất cả nằm xuống. Ôi không, chúng ta phải chặn nó lại. Bụng bự, lúc nãy bạn rắc bột lên chỗ nào vậy? Rắc chỗ này nè. Đúng làm cái gì vậy? Muốn ngăn chặn khổng lồ, chỉ có cách biến thành khổng lồ thôi. Một đứa khổng lồ còn không chịu nổi, hai đứa khổng lồ thì phá gấp đôi luôn. Bây giờ phải sơ tán mọi người ra khỏi đây đã. Không ổn rồi, bùn bự sẽ thua mất. Hay quá, đây là bột bay lượn. Không biết túi bột thu nhỏ là cái nào nữa. Mình không biết, thôi thì cứ đổ hết lên đầu nó coi sao. Ôi không, nó là một phân thân. Một con nó đánh tung lại, trời, ba con phải làm sao ta? Đến nước này chỉ còn cách phá hủy tất cả thôi. Triệu hồi thiên thạch. Buổi hội chợ coi như banh ta lông rồi. Tại mấy đứa nghịch quá. Không sao, phải xây dựng lại chứ sao giờ. Dạ, con xin lỗi vì đã phá phách lung tung. Trẻ con mà, ta không trách. Cảm ơn robot mắt tím tốt bụng nhiều lắm. Giờ chúng ta đi tham quan hội chợ phép thuật này nha. Mình thấy thú vị quá. Từ ngàn xưa, trái đất là một nơi trong lành. Mẹ thiên nhiên cho phép mọi sinh vật sống thoải mái, tự do.
Thế nhưng con người ỷ vào máy móc mà đang dần hủy hoại thiên nhiên vì lòng tham của mình, và máy móc đang nổi loạn chống lại con người. Hỏi ở đâu bay tới mà nhiều quá chừng vậy nè. Ui. Khói từ các nhà máy xả ra ngày càng nhiều. Trời ơi, động đất hả? Ê, cây xanh không phải là thức ăn đâu nha. Ôi anh ơi, chạy lại đỡ ba đi đốm. Ba, ba, ba có sao không? Thường cây ơi, không lẽ người không làm gì tên xấu xa này sao? Dạ. Dạ. Hay quá, con robot ngụm củ tỏi ơi. Tin mới nhận, một đoàn robot không hiểu từ đâu ra đã tấn công tất cả các khu dân cư trong thành phố. Tình hình hết sức nguy cấp. Trời ơi, lũ robot bắt đầu nổi loạn rồi. Là do con người tự chuốc lấy. Ông nói như vậy là sao? Lũ robot này do con người tạo ra để chặt cây, đào mỏ, phá núi. Con người phá hoại thiên nhiên thì có lúc robot phá hoại con người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chào bé, cháu có biết thiên nhiên thì càng bị phá hoại hay không? Dạ, con biết, nhưng mà ông đang bị bốc cháy kìa. Cháu rất đặc biệt, ta đã nghe được tiếng khóc của cháu. Nghe ta nói, cháu cùng gia đình phải chạy đi. Mọi gì ở đây cứ để cho ta lo. Nhanh đi vào cổng dịch chuyển, cháu sẽ dẫn cháu tới nơi cháu cần tới. Nhưng mà còn ông thì sao? Ta ra ở đây cản tên lại, còn nhiệm vụ của cháu là cứu lấy trái đất. Con sao không để ông ở đây một mình đâu? Đi đi, đi tới rừng Cát Tiên, ở đó sẽ có người dạy cho cháu cách sử dụng năng lực của mình, vì cháu là người được chọn. Đừng sợ cháu bé, ta là Tiên đây. Tiên đó bên Ronaldo hả? Sao chồng quay vậy? Hả? Hả? Sao? Bây giờ tin chưa? Cháu được cổng dịch chuyển quăng tới đây. Ba mẹ cháu hiện vẫn chưa tỉnh. Hả? Thì ra truyền thuyết là khu rừng Cát Tiên thống giữa thế giới con người là có thật. Cứu lấy cây xanh là điều quan trọng. Tập trung rồi dùng tay sờ vào các chỗ bị héo xem. Yeah, thành công rồi. Đúng như ta nghĩ, cháu có sức mạnh thiên nhiên trong người. Không sống được, dỡ đập đá là cả làng sẽ tiêu. Mình có chỗ nào khác để khám phá không ta? Chỗ này đi hết trơn rồi. Để mình suy nghĩ. Có rồi. Wow.
ơi, phòng nghiên cứu của ba đốn thật là bự. Ôi, có cá nữa nè. Ừ, mà sao hồ cá lại không có nước? Ủa, sao mà hoa mà biết nhảy múa nữa kìa? Lạ ghê. Mấy bạn thấy thích không? Hơi lạ, nhưng mà... Nhưng sao? Nhưng không lẽ đốm dẫn hai tụi mình đến đây chỉ để xem cái phòng nghiên cứu của ba đốm thôi sao? Đúng rồi đó. Tất nhiên là không phải như vậy rồi. Đây rồi. Đâu? Cho mình coi với. Công thức chế tạo. Hay bạn làm theo công thức đó xem như thế nào? Để mình thử. Hình như sắp được rồi đó. Nhưng đâu có thơm đâu. Chưa xong, còn một thứ nữa. Còn thứ này nữa. Ôi, thơm quá. Cho mình hửi với. Mình nữa. Ba về rồi nè Đốm. Đốm ơi, con đâu rồi? Ba đứa đang làm gì vậy? Con. Có phải lại phá đồ của ba phải không? Dạ tụi con. Các con có biết tự vào phòng người khác mà không xin phép là bất lịch sự lắm không? Dạ, tụi con xin lỗi ba. Còn thêm quậy phá đồ đạc mà mình không biết sử dụng là cực kỳ nguy hiểm. Dạ, tại bạn Đốm nơi. Cả ba đều có lỗi nên không cần đổ lỗi cho nhau làm gì. Bác phạt hết cả ba cho bỏ tật phá đồ đạc nguy hiểm. Con xin lỗi. Mẹ ơi, có cần đem theo cần câu không hả mẹ? Mẹ ơi, con đem theo vợt để bắt côn trùng nha mẹ. Mẹ ơi, con đem theo con robot này được không mẹ? Không cần đâu, mẹ đã chuẩn bị cho Đốm đầy đủ hết rồi. Đốm chơi với các bạn vui nha. Đi cắm trại là đi cắm trại, la la la, lúa là vui. Ba mình nói là phải dựng như vậy nè. Không phải đâu, hôm bữa thầy giáo chỉ khác mà. Theo mình như vậy mới là đúng nè. Thôi hai bạn làm đi, mình không có làm nữa. Không dựng thì tụi mình dựng. Bụng bự dễ dựng ghê. À! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Đốm ơi, hình như có tiếng bụng bự kêu cứu đó. Đốm, tay to, cứu mình với! Đốm, tay to, cứu mình với! Đốm, tay to, cứu mình với! Làm sao lên được bây giờ mấy bạn? Tụi mình phải làm sao bây giờ? À, hay là mình chạy đi kêu người lớn. Giờ mà đi kêu người lớn, lỡ như cọp tới thì sao? À, có rồi, phải tìm một sợi dây. Nhưng tụi mình đang ở trong rừng, tìm đâu ra dây đây? Đi theo mình. Bụng bự đợi tụi mình xíu nha.
Tụi mình nhất định sẽ cứu được bạn. Công nhận đốm giỏi ghê á. Vậy mà mình không nghĩ ra. Bây giờ mình cột lại. Như vậy là có dây để cứu bụng bự rồi. Bụng bự nắm chắc dây. Mình về tay to sẽ kéo bạn lên nha. Cô lạc. Cảm ơn đốm và tay to nhiều lắm. Không có hai bạn, mình không biết làm sao để leo lên được nữa. Chúng mình là bạn mà, bạn thì phải giúp đỡ nhau chứ. Đúng rồi đó, là bạn bè thì phải giúp nhau. Mà nè, bụng bự, từ nay ăn ít thôi nha, nặng quá chừng à. Sao bạn ngốc quá vậy? Tại bạn làm ướt cuốn sách của mình. Ướt cuốn sách mà làm gì ghê dữ vậy? Đó chính là cuốn sách mà mình yêu thích nhất đó. Bạn đền đi. Còn lâu, mình không đền. Làm gì được mình? Nè nè, có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Hai bạn đừng có cãi nhau nữa. Bạn kêu đếm đền cuốn sách mới cho mình đi. Mình không muốn đền. Con gái nhiều chuyện quá. Vậy là từ giờ mình và đốm không còn là bạn bè nữa. Không là bạn bè thì thôi. Xí. Không cần. Con gái lúc nào cũng lèm bèm. Mình làm dính mực có một chút thôi. Mình làm như trời sập vậy đó. Thích thì chiều. Mình cũng không còn ai hết á. Tự nhiên bạn đòi nghĩ chơi làm chi. Bây giờ đốm giận rồi kìa. Kệ, ai kêu bạn ấy làm dơ cuốn sách yêu thích của mình làm chi? Mình ghét đó. Thôi mà, đã hơn 2 ngày rồi, hai bạn cũng nên làm lành đi chứ. Trừ khi đó phải xin lỗi mình trước. Còn lâu, mình không thèm xin lỗi đứa con gái mít nước như bạn đâu. Bạn nói em mít ướt hả? Còn gì nữa, vừa mít ướt vừa nhiều chuyện. Sao bạn không đuổi theo? Kệ đi, mình không quan tâm. Cứu tôi với, cứu. Hình như là tay to gặp nạn rồi đó. Để mình kéo bạn lên. Để mình giúp cho. Không thèm. Sao vậy? Khi nào đốm xin lỗi thì mình mới cho bạn ấy cứu mình. Sao bạn lại cố chấp quá vậy? Ừ, mình là vậy đó. Ai bị bạn có lỗi mà không xin lỗi mình? À, xin lỗi, được chưa? Phải vậy chứ. Sao bạn cố chấp quá vậy? Ai biểu đếm sai mà không xin lỗi mình? Mình chỉ vô tình chứ đâu có ý đâu. Mình xin lỗi bạn rồi còn bắt đền nữa. Ừ, bạn quá cố chấp. Kể cả mạng sống của mình nữa. Vậy là mình sai hả? Chứ sao? Mình không biết, cho mình xin lỗi nha. Từ nay về sau mình sẽ không tính toán chuyện nhỏ nhặt với bạn bè nữa. Vậy mới là tay to dễ thương của tụi mình chứ. Chị về nha. Tạm biệt chị. Bê bê ở chơi với anh ngoan nha. Bye mẹ. À ha, bữa nay có bê bê chơi với anh, vui nha. Anh với bê bê chơi đồ chơi nha. Thích quá. Bằng chiêu. Bằng chiêu. Ôi, bê bê chơi robot nữa đâu. Mình chơi lấy bye bye nhanh đốm. Bye bye, anh chỉ cho. Bye bye, biết điều khiển mà.
BB chơi từ nãy giờ rồi, cho anh chơi một chút đi. Không, em chưa chơi xong mà. Đó, thấy chưa? Anh đã nói là anh sẽ chỉ cho mà không có chịu. Chơi với ba không chơi chút nào. Em đi chơi trò khác đi. Không hết, trò này cũng không hết. Bê đừng dứt vào chơi lung tung nữa. Bê anh đốm lại xe cho em nữa đi. Bê tự đạp đi, anh mệt lắm. Không chịu, anh đốm đẩy đi, anh đốm đẩy đi. Bê nhõng nhẽo quá. Trời, cái gì vậy trời? Bê, ai cho em lấy màu nước để chơi hả? Đưa đây cho anh. Đây vui vui mà, em không trả đâu. Đưa đây. Hư nè. Cô anh đốm đánh con. Sao đốm lại đánh em? Dạ, vậy bê nghịch màu nước. Vậy sao con không nói nhẹ nhàng với em mà lại đánh em? Dạ, vì bê không chịu nghe lời á mẹ. Bê, anh đốm nói đúng không con? Dạ. Lần sau dù thế nào thì con cũng không nên đánh em như vậy, vì con là anh của em mà. Dạ, con biết rồi mẹ. Thôi, bây giờ đốm phụ mẹ dọn dẹp nha. Để em lão phụ anh đốm nha. Anh đốm bê xin lỗi. Lần sau bê sẽ không như vậy nữa. Bê sẽ nghe lời anh đốm. Vậy mới là bé ngoan chứ. Sau này anh cũng sẽ không đánh bê nữa. Hai anh em mình chơi vui ha. Còn sớm, chắc giờ này ta to với bụng bự chưa tới đâu. Sao giờ này đốm chưa tới nữa, hẹn 8 giờ mà. Có khi nào đốm quên không ta? Không đâu, tối hôm qua đốm còn gọi nhắc mình nữa mà. Thôi, mình ráng chờ đốm một chút nữa đi. Đúng kỳ ghê, hẹn 8 giờ mà bây giờ gần 10 giờ rồi mà còn chưa tới nữa. Sắp tới giờ mình phải làm bài tập rồi, hay là mình về đi bụng bự? Ừ, thôi về đi. Chết rồi, 10 giờ rồi, ta tới với bụng bự. Hôm nay đốm của mẹ có chuyện gì mà nhìn buồn vậy? Hai bạn ta to với bùng bự không thèm chơi với con nữa. Sao tự nhiên hai bạn lại không chơi với con? Dạ, lỗi là tại con. Sáng nay con hẹn hai bạn chơi đá banh, nhưng là ngủ quên. Con biết lỗi là tốt rồi. Thôi, để mẹ giúp con gọi cho hai bạn nha.
bạn tới rồi hả? Cho mình xin lỗi vì chuyện sáng nay nha. Để mình với bụng bự chờ lâu ơi là lâu luôn. Mình xin lỗi mà. À, hai bạn vô ăn bánh kem đi, mẹ mình mới làm, ngon lắm á. Thôi đó, biết lỗi rồi mà, mình vô ăn bánh kem đi. Bụng bự đúng là tham ăn. Chán quá, lúc nào cũng hào, hào. Lần nào thì cũng không tập trung nổi. Thôi, để mai làm. Chào mẹ. Đốm, làm xong bài tập chưa con? Dạ, hôm nay ngày nghỉ mà mẹ. Để mai con làm. Đó, như vậy nè. Như vậy nè, bụng bự hiểu chưa? Ra đi chơi mà ta to với bụng bự đem theo bài tập làm cái gì vậy không biết. Tại mấy bài này khó quá à. Để mai làm cũng được mà. Mình chỉ cho bụng bự một chút rồi chơi nha. Ta to chỉ đi, mình đi chơi trước đây. Đốm đi tắm rồi xuống ăn cơm nha con. Dạ. Vừa no bây giờ buồn ngủ. Nhưng còn đóng bài tập. Thôi đêm mai làm cũng được. Một tiếng là xong hết. Các em mở vở ra để thầy kiểm tra bài tập. Đốm không làm bài tập, phạt đứng trên bảng. Đốm làm biến quá. Bị phạt xấu hổ quá à. Thì ra là mơ. Trời ơi, 10 giờ rồi mà mình chưa làm bài tập nữa. Chết rồi, bài tập nhiều như vậy làm sao mà làm hết đây. Biết vậy mình nó không đi chơi. Đúng là việc hôm nay không được để ngày mai mà. Mình không muốn bị phạt như trong giấc mơ đâu. Nobita đúng là hậu đậu mà, lúc nào cũng quanh trước quanh sau. Đốm ơi, xuống ăn cơm con. Dạ. Yeah. Nhớ tắt tivi nha. Dạ. Yeah. Ủa, Đốm, sao con không tắt tivi? Dạ, con quên, con chạy ra tắt liền đấy ạ. Mình nhớ rõ ràng là đã trên bàn mà. Chỉ nhớ ơi là chỉ nhớ. Đốm, xong chưa con? Dạ. Tắt kiểu này chơi nhanh, lấy lửa kiếm sao vậy? Đốm, không rửa tay hả? Dạ, con quên. Hôm nay Đốm không mời ba mẹ ăn cơm hay sao? Dạ, con quên. Mời ba mẹ ăn cơm ạ. Mẹ ơi, con đi ráo bánh với tay to và bụng bự nha mẹ.
Nhớ đội nón nha con. Dạ. Mệt quá. Uống miếng nước đã. Các em chuẩn bị dở bài tập để cô kiểm tra. Chết rồi. Sao vậy đó? Mình đã quên vở bài tập ở nhà rồi. Mời bạn đốm lên kiểm tra bài tập. Thưa mẹ, con đi học với về. Sao hôm nay nhìn con buồn vậy? Giờ con quên vở bài tập ở nhà. Dạo này chỉ nhớ con có đi lạc hoài. Mẹ hiểu rồi. Đi lạc thì mình phải tìm cách quản lý con à. Trí não mà ngồi nhét nhiều quá thì cũng hay quên mà. Dạ, vậy có cách nào để con không quên nữa không mẹ? Mấy hôm nay á con cứ quên hoài à mẹ. Theo mẹ đó thì con phải thường xuyên uống sữa nè. Tập thói quen ghi ra giấy các việc quan trọng nữa. Dạ, con biết rồi, cảm ơn mẹ. Thôi, con cất cặp rồi đi uống sữa đi. Dạ. Mẹ có để ly sữa đậu nành ở dưới bếp đó. Ly sữa trên bàn phải không ạ? Đúng rồi đó con. À, con cho thêm đường vào rồi uống nha. Dạ. Sao vậy con? Con bỏ nhầm muối rồi mẹ. Tay to ơi, hai đứa mình trượt thi đi. Có chuyện gì mà bạn khóc vậy? Mấy ngày nay nắng quá, vườn cà rốt nhà mình sắp chết hết rồi. Ừ, trời nắng quá, ước gì trời mưa được thì hay biết mấy. À, trời mưa rồi, vui quá. Bye bye đó. Hôm nay bụng bự có chuyện gì buồn hả? Mấy hôm nay có mưa hoài à, mà mình không phơi đồ được. Ừ, mưa hoài cũng chán, ước gì trời nắng thì tốt biết mấy. Trời nắng rồi, đã quá. Hình như mình ước gì đều được thì phải. Trời nóng quá, ước gì có tuyết rơi. Nè. 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 Ước gì bây giờ là mùa xuân. Wow. Xuân hạ thu đông, xuân hạ thu đông. Tay to hôm nay bị bệnh rồi con ơi. Đốm rượu bụng bự nha. Mấy hôm nay thời tiết thất thường quá, bụng bự bị sốt rồi con. Trời mưa lớn quá, ba mẹ không về được. Đốm ở nhà một mình mấy ngày nha con. Con không ở nhà một mình đâu, con sợ lắm, con đói lắm. Đốm, đốm. Đốm nghĩ gì mà thường người ra vậy? May quá, nãy giờ đều là tưởng tượng, sau này mình không dám ước lung tung nữa đâu. Ước gì? À không, không có gì.
Thôi, tụi mình đi tưới nước cho vườn cà rốt đi. Tay to chờ mình với. Hiền anh chị cho em gửi Bụng Bự ở đây 2 ngày. Chị cứ an tâm đi. Bụng Bự ở nhà bác ngoan nha con. Dạ, tạm biệt mẹ. Nè, mình được ở chơi nhà bạn 2 ngày á đó. Sao, Bụng Bự ở nhà mình hả? Vì ba mẹ mình đi công tác xa nên gửi mình ở đây. À, vui quá. Này kìa. Mình không thích Doraemon, mình thích coi phim hoạt hình truyện của Đốm à. Đốm, mở qua Doraemon đi, một chút xíu thôi. Bụng Bự phiền quá. À, mình chưa kịp coi nữa, Đốm bấm lại đi. Đợi mình coi xong đã. Đốm ích kỷ quá. Nóng quá. Bụng Bự kỳ quá, quạt của mình mà. À, chị Doraemon kìa. Ba mình mới mua cho mình đó. Tụi mình đọc chung đi. Để mình đọc xong đã. Cho mình đọc chút thôi. Cho mình đọc chút thôi. Đã nói không là không. Chuyện của ai? Đốm mà, con như vậy là không được đâu. Bụng Bự là bạn thân của con mà. Là bạn thân thì phải chia sẻ với nhau chứ. Dạ, dạ. Sau này, lỡ như ba mẹ đi công tác xa thì sao? Dạ, con hiểu rồi mẹ. Hiểu rồi thì sao nè? Bụng Bự ơi, mình cho bạn mượn chuyện đọc nè. Hai nhân một là hai, hai nhân hai là bốn. Tay to và Bụng Bự làm gì mà tập trung quá vậy? Tụi mình đang ôn bài. Sắp thi rồi, mình lo quá. Ừ hả? À, hay là tụi mình học nhóm đi. Được đó, được đó. Nếu học nhóm thì tụi mình cần một nhóm trưởng. Hay, bây giờ mình chơi quánh xù xì đi. Ai thắng, người đó là nhóm trưởng. Đồng ý. Đồng ý. Quánh xù xì. À, mình thắng rồi. Mình là nhóm trưởng. Tay to và Bụng Bự, nghe lệnh. Chiều nay 2 giờ tới nhà nhóm trưởng học nhóm. Dạ, tôi lệnh nhóm trưởng. Giờ này mà còn chưa tới nữa.
Chưa tới 2 giờ mà con. Dạ, con chào bác. Lần sau tay to và bụng bự đi sớm hơn nha. Mình chờ nãy giờ. Thôi, các con lên phòng học bài đi. Học xong rồi xuống ăn trái cây nha. Dạ. Nè, bà này phải làm như vậy nè. Hai bạn hiểu chưa? Không hiểu. Không hiểu. Hai bạn chậm hiểu quá. Bài dễ như vậy mà không giải được. Không phải, trời ơi, hai bạn làm sai hết rồi. Mình làm đúng mà. Mình cũng làm đúng mà. Ở đây ai là nhóm trưởng? Thôi, tụi mình về đây. Ừ, hai bạn về đi. Mình cũng hôm nay một chung nữa. Tai to và bụng bự hôm nay không tới học hả con? Dạ, chắc hai bạn giận con luôn rồi. Sao hai bạn lại giận con? Dạ, tại vì con nóng nảy. Đáng lẽ con phải giúp hai bạn học tốt hơn. Con nhận ra lỗi như vậy là tốt rồi. Mẹ có một cách này giúp con nè. Cách gì mẹ? Con qua xin lỗi các bạn, rồi sẵn học chung với các bạn luôn. Dạ, bây giờ con đi liền. Thơm quá. Wow, nhìn ngon quá. Đây là mì hải sản mẹ làm cho con đó. Con cảm ơn mẹ. Con rửa tay chưa vậy? No quá. Mì hải sản đúng là tuyệt vời. Để nhớ coi. À, có tôm nè, có cua nữa nè, mì, rau, cà rốt. Xong, bây giờ mình đi mua đồ thôi. À, phải nhờ tay to và bụng bự giúp mới được. Này đâu nè. À, không được để rau vào trước. Ui da, mình mới đứt tay rồi nè. Ôi, mình bỏ nhiều muối quá rồi. Mùi gì mà khét dữ vậy? Không biết có ăn được không nữa. Không biết ngon không, nhưng chắc mẹ đốm sẽ rất vui. Đúng rồi đó, vì đây là tấm lòng của đốm mà. Thôi, tụi mình về ăn cơm đây. Cảm ơn tay to và bụng bự nhiều nha. Không có gì, chúc bạn thành công nha. Đốm ơi, mẹ về rồi nè. Trời ơi, cái gì vậy nè? Đốm! Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật mẹ. Con nấu món mì mà mẹ thích nhất nè. Chắc là không ngon, mẹ đừng chê mẹ nha. Mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ không sao, mì của đốm nấu ngon lắm. Thiệt hả mẹ? Quá, vậy mà mẹ kêu ngon. Mẹ thấy ngon vì mẹ cảm nhận được tấm lòng của đốm đó. Cảm ơn con nha. Hôm nay mình và bà con có một món quà bất ngờ dành tặng cho bạn. Hả? Quà gì vậy? Bạn sẽ biết ngay thôi. Thank you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. À, thích quá. Wow, hay quá, mình rất thích. Cảm ơn các bạn nhiều. Bà con đánh đàn hay quá. Bạn học từ khi nào vậy? Mình học được gần 3 tháng rồi. 3 tháng mà biết đánh đàn? Vậy đánh đàn có dễ học không? Nếu thật sự thích thì mình sẽ làm được. Ba mẹ ơi, con muốn học đánh đàn. Sao tự nhiên Đốm lại muốn học đánh đàn vậy? Con đến sinh nhật bụng bự, bọn con đánh đàn guitar hay lắm, con rất thích. À, như vậy sao? Vậy Đốm muốn học đàn guitar luôn à? Dạ, con muốn đánh guitar giỏi như bạn bò con. Vậy Đốm có biết học đàn rất khó không? Dạ, bò con nói chỉ cần mình thích là mình sẽ làm được. Thôi được rồi, ba mẹ sẽ mua cho Đốm một cây guitar. Yeah, thích quá. Chỉ sợ con không kiên nhẫn thôi. Không đâu mẹ. Mẹ đi vắng, ta siêng năng tập đàn, yeah. Trời ơi, cái này là con đang quánh đàn, chứ con đâu có đánh đàn đâu. Phải học từ cơ bản chứ con. Cơ bản là sao vậy mẹ? Có nghĩa là bắt đầu từ từng nốt nhạc, đồ, rê, mi, pha, son. Hả? Chỉ từng nốt hả? Không phải cả bài hả mẹ? Không phải, bây giờ con hãy chịu khó bắt đầu với từng nốt nhạc nha. Dạ, để con thử. Đồ mi mi, đồ rê, pha pha rê. Trời ơi, mệt quá, sao mà chán vậy nè. Thôi, mình ra ngoài rủ các bạn đi chơi thôi. Chỉ sợ con không kiên nhẫn thôi. Không được, mình phải cố gắng, không được phụ lòng ba mẹ. Mi mi mi, mi mi mi, mi son đồ rê mi. Ao, đau tay quá. Ba mẹ ơi, nhìn nè, tay Đốm sưng hết rồi, đau quá, Đốm muốn học đàn nữa đâu. Ủa, ba mẹ cứ tưởng là Đốm đã biết học đàn guitar sẽ rất đau tay rồi đó chứ. Nhưng đau tay lắm ba mẹ, Đốm không làm được. Nhưng rồi Đốm sẽ quen thôi. Toàn là đồ rê mi, còn lâu lắm Đốm mới đánh đàn được. Thôi được rồi, tạm thời ba sẽ mang cây đàn này đi cất. Sau này khi nào Đốm muốn học thì ba sẽ lấy ra nha. Từ nay Đốm sẽ suy nghĩ kỹ hơn và không vội vàng đòi mua nhiều thứ nữa ba.